Xin chào tất cả các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị trong phòng Zoom. Anh chị nào mình đã nghe em nói rõ xin hãy comment một vào trong phần chat để em biết là tín hiệu của mình đang rất là tốt ạ. Dạ, xin chào chị Thịnh, chị Thanh, chị Quế Hương, chị Tiệp, chị Chi, chị Duyên, chị Hương, chị Linh Bùi, chị Vũ Kim Dung. Chào anh Thuận, chào chị Hà. Dạ, xin chào tất cả các anh chị. Hiện tại là tín hiệu đang rất là tốt đúng không ạ? Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin phép sẽ giới thiệu lại bản thân mình ngắn gọn để là các anh chị ở trong phòng Zoom có những anh chị nào mà mình chưa biết em thì cũng xin phép cho em được giới thiệu. Anh chị nào đã biết rồi thì mình sẽ lắng nghe lại thêm khoảng 30 giây giúp em ha. Dạ, em tên là Thùy Trang và hiện tại em đang công tác tại phòng kinh doanh của Học viện Tâm trí lực. Ba từ để nói về em đó chính là hiếu thảo, trung thực và yêu thương. Xin tất cả các anh chị hãy cổ vũ cho em ạ. Dạ, xin chào. Dạ, cảm ơn các anh chị. Không biết là trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay thì sau khi mà các anh chị xem cái video đấy thì là có bạn nhỏ nào là con của các anh chị mà phụ huynh mình đang có mặt ở trong phòng Zoom không ạ? À? Có anh chị nào ở trong phòng Zoom của chúng ta đang là phụ huynh của một bạn học sinh nào đó mà đã có mặt trong cái video vừa rồi không ạ? À? À, trong phòng Zoom của chúng ta không có ạ? À. Một cái video theo em Trang là nó rất là ấn tượng và mỗi lần mà em Trang xem cái video này thì mình cảm thấy rất là tự hào về những cái công việc mà mình đang làm cũng như là những cái kết quả mà mình đang tạo ra. Và mỗi lần xem video là mình rất là xúc động, nhưng mà hôm nay thì không có phụ huynh nào hết. Nếu mà có phụ huynh thì em sẽ mời lên giao lưu để chúng ta có cơ hội lắng nghe xem là khi con chúng ta đã được lên truyền hình, đã có được những cái kết quả tốt đẹp từ việc áp dụng cái phương pháp học tập thì nó như thế nào. Nhưng mà rất tiếc là không có, nên là hy vọng là buổi sau là sẽ có một phụ huynh nào đó. Dạ, à, em có thấy chị Phượng giơ tay thì có chị Phượng đúng không ạ? Rồi em xin phép là ban tổ chức hỗ trợ giúp em thì mời chị Phượng nha. Dạ, chị Phượng có thể mở mic ạ. À? Vâng ạ, Phượng xin chào Trang Trang và cô Hương Sân với lại các anh chị em ở trong phòng Zoom ạ. Dạ, xin chào chị Phượng. Là Vâng không biết là ạ. dạ chị Phượng có thể chia sẻ cho tất cả các anh chị ở trong phòng Zoom của chúng ta biết là chị Phượng là phụ huynh của bạn nào và đã có những cái thành tích như thế nào trong cuộc thi vừa rồi, hay là những cái kết quả mà bạn đã ứng dụng được trong việc mà mình áp dụng phương pháp học tập thông minh của mình chị ha? Vâng ạ. Trong cái video vừa qua thì Phượng vào thì tự nhiên nhìn thấy cái mai mác của Xuân Hòa, tức là Phượng vào hình như trễ một vài phút, thế là nhìn thấy mai mác của Xuân Hòa, thế xong rồi đến các cái nội dung khác. Thế thì Phượng cũng xin chia sẻ là trong cái video vừa qua thì là có em Phạm Xuân Hòa và em gái nữa là Phạm Hồng Anh là cũng có tên ở trong đó. Vâng. Thì trong cái sơ đồ tư duy thì em Phạm Xuân Hòa có cái nội dung chia sẻ là mục tiêu là cũng mong muốn là lan tỏa cái cuộc thi sơ đồ tư duy cũng giống như là áp 5 phút thuộc bài đến càng nhiều bạn bè học sinh trên tỉnh và cộng đồng thì càng tốt ạ. À, nếu mà em nhớ không lầm thì là Xuân Hòa là có cái khả năng trình bày rất là ấn tượng đúng không chị? Bạn rất là tự tin, bạn có thể dẫn MC cho mẹ đúng không? À, dạ, chị có thể chia sẻ thêm cho các anh chị ở trong phòng của chúng ta một cái kỷ niệm của chị về cái việc mà con đã tự tin dẫn dắt MC á, tại vì em nghe cái câu chuyện đó làm em rất là nhớ. Vâng ạ, bạn Xuân Hòa thì bạn ấy cũng thường là được các thầy cô giáo giao cho dẫn chương trình ở trên trên trường. Vâng, thì bạn ấy cũng có mong muốn là sau này trở thành một diễn giả. Vâng, đấy, bạn ấy trong cái lần video của Tết năm ngoái thì bạn ấy cũng có mong muốn là Tết bạn ấy cũng lan tỏa sơ đồ tư duy đến, và trong cái thời gian vừa rồi thì bạn ấy cũng đã làm được một việc, đó là bạn ấy vẽ sơ đồ tư duy đến để gửi cho bác giám đốc sở vào tháng 4 năm 2022 trước cái hội nghị mà chúng ta cam hợp tác với lại VTV để mong muốn là nếu như mà bác có đi dự hội nghị thì có thể nói về sơ đồ tư duy hoặc mang đi theo làm kỷ niệm.
Vâng. Thế thì cũng được các thầy cô ở sở là cho phép phát biểu và trình bày về sơ đồ tư duy trong cái hội nghị ngày mùng 4 tháng 6. Tức là hai mẹ con thì mới dừng lại ở cái việc mà lan tỏa sơ đồ tư duy và dạy sơ đồ tư duy. Và thế thì trong cái quá trình mà con tham gia thì con cũng đạt được một số cái thành tích nhất định. Xuân Hòa thì học trong cái lớp hiện tại của học viện mình, thế còn em Hồng Anh thì chưa vào. Thế tuy nhiên là em Hồng Anh thì thấy rằng là mẹ mấy anh cứ về sơ đồ tư duy về 5 phút thuộc bài thì em Hồng Anh cũng tham gia cũng rất là hứng ạ. Vâng, thì đến nay, đến năm 2021 thì em Hồng Anh cũng 3 lần đạt nhà đào tạo xuất sắc và cũng lọt được vào vòng chung kết quốc gia. Tuy nhiên là em thực hiện cách ly ở nhà nên không tham gia vòng chung kết năm ngoái được. Thế còn năm nay thì đến tại thời điểm này thì em cũng đạt 3 lần thí sinh xuất sắc nhất tuần. Và thế thì em cũng nghĩa là sở giáo dục thì cũng cho phép em làm cũng tham gia một bài sơ đồ tư duy vào hôm mùng 4 tháng 6. Tuy nhiên là em nói hơi ngọng thế nên là các bác bảo là lần đầu tiên xuất hiện thì để thì kiểu là có hơi hơi nói ngọng một chút thì con sửa dần, với hai nữa là lúc lúc kiểu là người miền Bắc thì nghe nó không quen. Và thế là em cũng cũng đi, thế là các bác lại giao cho là em sẽ vẽ một cái sơ đồ tư duy để hoàn thiện vào trong cái buổi sáng sáng đấy cho các bác xem. Và đó, còn hiện nay thì em cũng đặt mục tiêu là em cũng cố gắng làm lan tỏa sơ đồ tư duy. Thì trong hè vừa qua thì mẹ có đi dạy sơ đồ tư duy cho các anh chị và luyện cho các anh chị, thì tuy nhiên là mẹ bận liên quan đến việc cá nhân của gia đình là ông ngoại là ốm lâu quá, thế nên lắm lúc thì mẹ cũng để hai con là tự dạy các anh chị cho mẹ trong những cái buổi mà mẹ đi về thăm ông bà và ông ở ở viện chẳng hạn, là hai con đi làm việc đó. Và cũng rất vui là hai con đi làm thì cũng nhiều buổi đấy, tức là 5 6 buổi liền, nhưng mà các anh chị với các bạn thì cũng không nghỉ buổi nào, tức là có mỗi hai con đi làm thôi thì anh chị cũng không nghỉ. Và thì cũng nhờ là một cô là cứ đi trông các con ngồi đấy để kiểu cho phụ huynh yên tâm, thì các con khác cũng không nghỉ, và thậm chí là 12 giờ các con cũng chưa muốn về cô cha ạ. À, là dạy offline trực tiếp À, luôn á hả chị? vâng, bởi vì cái Ồ. vâng, thế mới lại một tin vui nữa là trong cái nhóm của trường mà Phượng Phượng đi gọi là chia sẻ với sơ đồ tư duy thì cũng vừa có kết quả của vòng chung kết thành phố cho giáo viên, thì cũng rất nhiều thầy cô mà đạt kết quả cao thì thầy cô cũng phản hồi lại là thầy cô có kết quả như vậy thì cũng rất là vui vui mừng. Và đấy là thầy cô gửi cho chị. Thế còn lại là cũng có nhiều học sinh đạt kết quả là vào vòng chung kết quốc gia, tuy nhiên là thi rồi nhưng mà chưa biết kết quả. À, hay Vâng. quá, rất là tuyệt Vâng. vời. Vâng. Bao nhiêu trong số các anh chị ở chúng ta trong phòng Zoom mà nghe cái câu chuyện của chị Phượng mình cảm thấy rất là hào hứng ạ. À. Dạ, một gia đình truyền cảm hứng luôn đúng không các anh chị? Kể Vâng. cả hai con nè, rồi kể cả mẹ nữa. Mỗi Vâng. cá nhân đều có những cái thành tích nhất định khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp học tập mới. Và ngày hôm nay khi mà được nghe thêm cái câu chuyện trực tiếp từ chị kể về cái việc là hai con tự đứng lớp mà thay mẹ đi đào tạo cho một nhóm các anh chị, thì thật sự là nó rất là ngoạn mục và hai bạn đã rất rất là tự tin. Dạ, xin các anh chị ở trong phòng Zoom của chúng ta hãy gửi một trái tim hoặc một lời gì đó đến chị Phượng cũng như là đến hai con, để cho hai bạn càng ngày là chúng ta càng tự tin, càng có thể làm thêm nhiều cái việc tốt, lan tỏa cái chương trình học đến nhiều bạn học sinh hơn nữa, để cho các bạn có một cái phương pháp học tập nhẹ nhàng và trở thành một hiền tài giống như là hai bạn nhà chị Phượng ạ. Dạ, ở Dạ. trong phần chat đang có rất là nhiều trái tim dành cho chị Phượng, và rất là cảm ơn chị Phượng hôm nay đã chia sẻ đến chúng em những cái câu chuyện truyền cảm hứng, và chắc chắn là sẽ có nhiều hơn nữa những cái câu chuyện lần sau chúng ta sẽ được nghe. Dạ, xin cảm ơn chị Phượng rất là nhiều ạ. Cảm ơn cô Trang và mọi người ạ. Thì có một tồn tại là Phượng gọi là chưa biết kinh doanh, thế nên cái việc mà
truyền tải 5 phút thuộc bài đến, gọi ứng dụng thì làm được, nhưng mà gọi là để xuất tài khoản ra thì chưa biết làm. À, dạ đang là chuyên gia đúng không chị? Và mình mục tiêu là hướng tới là gia gia đúng không? Dạ, cảm ơn chị. À, trong buổi Zoom ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chia sẻ cái phần đó một phần nào để giúp cô chị giải đáp thêm cái những cái trăn trở của chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Dạ, cảm Dạ. ơn cô Trang. Dạ, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn chị Phượng. Dạ, và chắc chắn là trong tuần qua thì các anh chị ở của chúng ta đâu đó cũng đã nhìn thấy hình ảnh giao diện mới của app 5 phút thuộc bài, cũng như chúng ta đã có những cái trăn trở, những cái băn khoăn về giao diện mới của app 5 phút thuộc bài đúng không ạ? Có anh chị nào mình cái tài khoản của mình chưa có cập nhật, hay là mình chưa nhìn thấy cái giao diện mới của app 5 phút thuộc bài không ạ? Hay là tất cả các anh chị đều đã nhìn thấy? Anh chị mình comment ở trong phần chat giúp mình em nha. Là anh chị đã nhìn thấy cái giao diện mình đã cập nhật ở trên điện thoại hay là trên máy tính của mình, cái giao diện mới của app 5 phút thuộc bài chưa ạ? À, dạ, cũng có anh Dũng chưa? Anh Cường, chị Tiệp, chị Lại đã thấy, chị Quế Hương. À, chị Giang Nguyễn là chưa cập nhật được ạ. À, Samsung và Oppo vẫn chưa cập nhật. Hôm nay mình đã cập nhật được rồi đấy chị Phượng. Giao diện đẹp lắm, cảm ơn chị Lệ Chi. Dạ, cũng có các anh chị chưa thấy mà cũng phần đông là các anh chị của mình đã thấy rồi. Thì ngày hôm nay khi mà chúng em cũng nhận được cái thông tin từ các anh chị nên là đã có một cái buổi để mà sẽ hướng dẫn cho các anh chị. À, cũng còn nhiều các anh chị của mình chưa thấy trên máy tính được mà trên điện thoại chưa được. Dạ. Tại vì cũng xin phép là chia sẻ với các anh chị là phòng cái chương trình của chúng ta nó cập nhật ở cái giao diện mới, nó khá là nhiều cái hình ảnh động, rồi những cái giao diện, một cái giao diện màu sắc rất là đẹp, rất là sinh động, nên là khi tải lên các hệ thống á, thì nó có một xíu cái sự là nó hơi dài để mà nó cập nhật cho nó ổn định, nên là mình sẽ cập nhật, chắc chắn là mình sẽ cập nhật được trong khoảng vài ngày tới nữa thôi thì nó sẽ ổn định luôn ạ. Dạ. Và rất là cảm ơn các anh chị của mình đã dành thời gian. Em Trang biết là trong phòng Zoom của mình hôm nay là cũng có nhiều anh chị của mình là làm giờ hành chính thì đã đi làm một ngày rồi, nhưng mà buổi tối thì chúng ta vẫn sắp xếp thời gian tham gia vào những cái chương trình đào tạo của Tâm Trí Lực, thì nó thể hiện một điều rất là rõ là các anh chị nếu mà đứng ở vai trò phụ huynh thì mình đang rất là quan tâm tới việc học của con mình, làm thế nào để con có thể sở hữu được một cái phương pháp học tập hiệu quả. Nếu mà đứng ở vai trò là một anh chị đối tác, một người kinh doanh thì mình đang rất là quan tâm về cái công việc kinh doanh của mình, và mình biết rất rõ là thời gian tập trung ở đâu thì thành tựu tập trung ở đó. Nên là một lần nữa em Trang rất là cảm ơn 211 anh chị đã sắp xếp thời gian tham dự vào buổi tối ngày hôm nay. Thì không để các anh chị chờ lâu hơn nữa thì em Trang sẽ chia sẻ cái nội dung của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ được cô Trần Thị Hương Xuân sẽ chia sẻ với các anh chị về những cái tính năng mới của app 5 phút thuộc bài. Ở giao diện này nó sẽ có những cái tính năng nào mà giao diện cũ nó không có, chiếc áo mới của mình nó sẽ hấp dẫn như thế nào, thì cô Hương Xuân sẽ chia sẻ đến các anh chị. Và sau phần chia sẻ của cô Hương Xuân thì em Trang cũng xin phép là sẽ lắng nghe thêm những cái thắc mắc, những cái trăn trở của các anh chị khi mà mình sử dụng cái app 5 phút thuộc bài mới này. Nó còn cái điều gì nó đang khó khăn với các anh chị, những cái vướng mắc nào mà anh chị chưa có thể giải đáp được, thì là ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một cái đường link để cho các anh chị có thể cập nhật những cái thắc mắc của mình vào, để mà ngày hôm nay nếu mà tối nay còn thời gian thì em Trang sẽ giải đáp cho các anh chị của mình trong phòng Zoom luôn. Nếu mà không kịp thời gian thì em sẽ tổng hợp lại và gửi lại cái phần hướng dẫn trả lời vào group để cho các anh chị của mình có thể là truyền thông đến những anh chị đối tác mà mình không tham dự trong buổi tối ngày hôm nay. Nên là xin nhờ ban tổ chức là sẽ gửi luôn giúp giùm em cái phần form câu hỏi vào trong phần chat, để các anh chị của mình có cái câu hỏi nào mà trong cái quá trình mà cô Hương Xuân chia sẻ hoặc là chúng ta đã gặp rồi, chúng ta có thể điền ngay vào luôn bây giờ anh chị ha. Hello, và em ra xin phép là mời các anh chị của mình cùng ngồi thẳng lưng lên, nở một nụ cười thật tươi và gửi một tràng năng lượng thật là lớn, thật là mạnh để chào đón lên sân khấu phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay cô Trần Thị Hương Xuân. Dạ, xin mời cô Hương Xuân.
Luzon mến chào tất cả quý anh chị đã nghe Luzon nói rõ, xin hãy comment số 1 và mỉm cười. Chắc là khi nghe cái câu này anh chị thấy rất là quen thuộc cùng với Luzon đúng không ạ? Dạ, Luzon đã nhận được tín hiệu của các anh chị và Luzon xin cảm ơn bạn Trang đã có những lời chia sẻ và giao lưu với các anh chị đầu giờ. Luzon dự và Luzon cũng thấy rất là hào hứng và mong chờ để có cơ hội ngay bây giờ. Luzon xin phép được chia sẻ đến anh chị với giao diện thân thiện mới của ứng dụng 5 phút thuộc bài. Câu hỏi đầu tiên Luzon xin được là hỏi các anh chị ha. Vậy thì theo các anh chị, điều mà các anh chị nhận được trong giao diện mới của app 5 phút thuộc bài, các anh chị thấy được những gì? Các anh chị hãy comment vào ô bình luận giúp Phương Xuân đi ạ. À, các anh chị có những phát hiện nào, anh chị nào đã có dùng hoặc là mình cũng có thấy qua hoặc là xem trên các thông tin truyền thông hoặc là nhiều anh chị đối tác có, gọi là em thấy đăng bài và khoe khoe rất là nhiều với chiếc áo mới luôn, hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động hơn, tiện hơn xem bài giảng và sơ đồ tư duy ạ. À, có ba bạn vẽ mind map rồi các chị ơi, chúng ta có 235 anh chị, chắc chắn là cái câu trả lời của các anh chị nó sẽ có rất là nhiều đúng không ạ? Bởi vì một anh chị nhiều khi là chúng ta sẽ có đến 5 ý kiến lần đó ạ. Tôi Sơn xin dành cho các anh chị 1 phút nha, để chúng ta cứ liệt kê ra những cái điều mà các anh chị đã nhận được qua ứng dụng học tập thông minh 5 phút thuộc bài ạ. À, Hương Sơn vừa đọc để các anh chị cứ comment nha. Có nhiều màu sắc giống kem, hình ảnh sinh động, cập nhật thêm các bộ sách cắn nhiều, kết nối tri thức, trên trời sáng tạo. Wow, các anh chị có nhiều thông tin hay quá. Phiên bản mới bắt mắt, các con rất hào hứng. Có đăng tải vẽ mind map, vẽ tay tiện cho việc ôn bài của chính các con, do chính các con vẽ. Rồi có thể dùng cả vi mind map, có thể tích hợp được vẽ mind map trên phần mềm là bằng máy, đúng rồi. Có phần bài tập theo nhiều cấp độ, màu sắc đẹp, voi guitar, có ba bản vẽ. À, có nhiều ý kiến chụp ạ. À, bài tập có sách, bộ sách để phát triển năng lực, có phần ba mẹ theo dõi chương trình tổng của con. Em cảm ơn chị Bích Diệp, có những cái ý kiến mà rất rất là chất lượng luôn. Có sổ liên lạc, em cảm ơn chị Mỹ Châu. Wow, vậy là chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cảm ơn cho những chia sẻ rất rất là hay của các anh chị ạ. À, và ngày hôm nay thì Hương Xuân xin phép gửi đến anh chị những tính năng mà trên giao diện thân thiện của ứng dụng 5 phút thuộc bài đã có hai các anh chị ha. Đó là những món quà nào, Hương Xuân xin mời các anh chị sẽ cùng xem cái slide của Hương Xuân nha. Và đây là những thông tin mà Hương Xuân xin được gửi đến các anh chị qua cái phần khảo sát đầu giờ. Thì Hương Xuân xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để đồng hành cùng với con, rồi mình đồng hành cùng với cộng đồng và đặc biệt là những khách hàng yêu thương của các anh chị, để giúp cho các con có một cái môi trường học tập online hoàn toàn chủ động và tự học đúng không ạ? Vậy thì với cái giao diện mới này, anh chị sẽ có ba tính năng ha chị ha, cũng giống như là những gọi là cái app 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 phiên bản đầu tiên của chúng ta, thì cái tính năng của chúng ta nó vẫn có, đó là kỹ thuật ghi nhớ, sẽ bao gồm là sách kỹ thuật ghi nhớ rồi video kỹ thuật ghi nhớ ha các anh chị ha. Và tính năng số 2 đó là về phần học và ôn tập, thì nó sẽ bao gồm những nội dung nào ạ? Video bài giảng theo sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Tiếp đến là gì ạ? À, sơ đồ tư duy theo từng nội dung bài học. Và có thêm cái phần bài tập mà các anh chị hãy hay cho con làm, đó là kiểm tra 15 phút hoặc là 1 tiếng. Và tính năng số 3, đây là một tính năng mà Hương Sơn rất rất là hào hứng khi ở giao diện mới đã có để giúp cho phụ huynh quản lý học tập cho con của mình. Đó là bao gồm sổ liên lạc và những cái thông tin về tài khoản của
mỗi học viên các anh chị ha. Rồi anh chị nào đã xem tổng quan được hết ba tính năng này thì hãy comment giúp Phương Xuân số 3. Anh chị nào mà mới chỉ có xem qua một thì comment một, hai thì comment hai. Ba. Wow, nhắc đến ba là giống như trái tim á các anh chị đang thả tim cho cả lớp của chúng ta đúng không ạ? Trong bộ mã hóa số 3 là trái tim. Vâng, xin cảm ơn các anh chị, quá tuyệt vời. Vậy là Nguyễn Xuân chúc mừng các anh chị nha. Các anh chị đã xem qua. Vậy thì những cái điểm mới mà chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng cho ứng dụng học tập thông minh mà các con đang sở hữu đó là gì ạ? Tiếp theo, Xuân xin mời các anh chị cùng xem nha. Vậy là khi mà chúng ta đã có ứng dụng rồi thì chắc chắn các con sẽ phải lựa chọn đúng khối lớp của mình khi mà chúng ta đăng nhập vào tài khoản. Thì Hương Xuân giới thiệu cho các anh chị nhìn hai cái giao diện để thể hiện cho hai nhóm tuổi. Nhóm tuổi đầu tiên là các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thì sẽ có giao diện bạn Vojita đứng chào vẫy tay, và các cái nút công cụ này các anh chị thấy không ạ? Đây là những tính năng nó đang thể hiện trên màn hình chính. Và đối với các bạn lứa tuổi từ lớp 7 đến lớp 12 thì các anh chị thấy là cái sự gọi là năng động hơn của bạn Vojita nó sẽ thể hiện những cái hình ảnh này ha các anh chị ha. Vậy thì cái việc mà mình lựa chọn khối lớp thì tí nữa Hương Xuân sẽ đi qua ở cái tính năng về thông tin tài khoản nha các anh chị nha. Rồi tiếp theo các anh chị sẽ xem, và mỗi cái icon mà các anh chị thấy trên cái giao diện chính thì đây Hương Xuân cũng cùng với Hương Xuân xin ghi nhận từ đội gọi là phát triển sản phẩm để hôm nay chia sẻ cho các anh chị, để trong quá trình mà các anh chị mở cái app của mình ra, ứng dụng của mình ra, các anh chị thấy có những cái tính năng này, ví dụ như là cái hình ảnh để mình có thể là mình xác định về cái tài khoản thông tin cá nhân của mình ha. Các anh chị có thể thay đổi bằng một cái hình ảnh cá nhân. Rồi chúng ta sẽ có những cái nút này này, đây là gọi là diễn đàn học tập. Rồi bảng xếp hạng nó sẽ có cái biểu tượng này, ngôi sao này các anh chị. Rồi thông tin tài khoản, và tiếp đến là đây là cái phần chuyển đổi ngôn ngữ ha các anh chị ha. Nó sẽ thể hiện rất rất là hài hòa trên cái giao diện mới của bạn Vojita. Và tiếp đến là cái nút mà anh chị thấy có biểu tượng căn nhà là để các anh chị quay về trang chủ. Rồi chúng ta có luôn cái tính năng là quản lý học tập và những sự kiện. Thì đây là những cái tính năng mà hiện hiện hành vừa đang có và dự kiến nha các anh chị nha. Bởi vì có nhiều cái tính năng mà các anh chị đã vào mà các anh chị thấy chưa sử dụng được, thì trên tinh thần là các anh chị hoàn toàn ghi nhận giúp Hương Xuân cùng với ban tổ chức là sẽ có những tính năng sẽ được nghiên cứu và phát triển ở giai đoạn tiếp theo ha các anh chị ha. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ xem cái giao diện của các bạn mà ở nhóm lứa tuổi từ lớp 7 đến lớp 12, nó cũng giống như vậy. Những cái nút này anh chị thấy không ạ? Nó cũng thể hiện những cái thông tin giống nhau nhưng mà nó trên một cái giao diện khác để phù hợp với cái lứa tuổi của các bạn ở độ tuổi cấp 2, cấp 3 hả các anh chị ha. Và tiếp đến chúng ta sẽ bước vào kỹ thuật ghi nhớ. Vậy cái điểm mới của cái phần mà khi chúng ta đăng nhập vào cái phần tính năng kỹ thuật ghi nhớ thì chúng ta sẽ bao gồm có sách, kỹ thuật và video. Vậy thì khi mà các anh chị nhìn thấy trên giao diện của chúng ta, nó sẽ thể hiện cho các anh chị ở cái phần mục lục của sách thì nó luôn luôn thể hiện bên trái, và bên video nó cũng giống như vậy ha các anh chị ha, để giúp cho người học sẽ tìm kiếm thông tin dễ dàng, chỉ cần chúng ta chỉ nhìn vào cái mục lục này. Còn nội dung thì chúng ta sẽ xem ở cái cột bên bên này, ở bên phải này đó, các anh chị thấy nó có những cái nút công cụ thì các anh chị có thể là xem toàn bộ trang sách, thì chúng ta bấm vào thì nó sẽ thể hiện nguyên cái trang sách đó trên cái màn hình của chúng ta, trên thiết bị điện thoại hoặc là máy tính hoặc là iPad ha các anh chị ha. Và nó có thêm những cái tính năng như là kéo kéo trang tới để mình xem, rồi ghi chú trên trong quyển sách ha các anh chị ha. Tiếp đến là Ngân Sơn xin giới thiệu qua video, nó cũng giao diện giống như vậy. Đây, các anh chị thấy không ạ? Nó cũng sẽ thể hiện cái phần mục lục là bên trái, ha các anh chị ha. Còn bên nội dung là bên phải, và những cái tính năng. Các anh chị đang thấy nó có những cái nút nút biểu tượng này, thì hiện tại mình đang gọi là
phát triển. Nếu như anh chị nào thấy rằng là sao mình chưa sử dụng được thì các anh chị sẽ ghi nhận giúp Hương Xuân ha. Rồi trong quá trình mà học viên tham gia cái chương trình tự học bằng cái ứng dụng của mình, thì nếu như các bạn hoàn thành thì nó sẽ có cái giao diện này là anh chị. Khi các bạn hoàn thành nó sẽ biểu hiện là cái dấu tích, được không ạ? À? Đã hoàn thành, đã xem được cái bài tập đó. Còn nếu như các bạn đang xem hoặc là xem nửa chừng thì nó sẽ thể hiện cái phần trăm so với cái tổng thời gian mà các bạn xem hoặc là cái lượng kiến thức mà của cái chủ đề mà các bạn lựa chọn xem. Và nếu như chưa xem thì nó sẽ thể hiện cái biểu tượng này. Vậy thì chỉ cần là ba mẹ cùng với các con của chúng ta mình có một cái hoạt động gọi là cùng nhau chia sẻ cái kết quả của con, ví dụ con tự học theo thời khóa biểu của con, thì ba mẹ cũng có thể vào đây xem được cái tiến trình học tập của con để mình nhìn vào những cái biểu tượng này để anh chị hiểu, được không ạ? Rồi tiếp đến là tính năng về học và ôn tập. Các anh chị ơi, Hương Xuân xin được thông qua tổng quan và sau đó chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp luôn anh chị ha. Dạ rồi. Vậy thì đối với phần học và học tập thì các anh chị thấy các tiểu hành tinh nó sẽ thể hiện các môn học có đáng yêu không ạ? Đây được gọi là các tiểu hành tinh. Đó, tôi rất là thích gọi là vương quốc kẹo ngọt đó các anh chị. Vậy thì khi mà các bạn đăng nhập vào cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái lớp của mình là theo cái thông tin mình đăng ký nè. Ha các anh chị ha, thì đối với các bạn từ lớp 1 đến lớp 6 thì các bạn có thể chọn những cái nội dung của lớp khối lớp khác để mình có thể mình xem thông tin ha các anh chị ha. Thì đối với đây là tài khoản VIP, được không ạ? Rồi cái nút này nó sẽ thể hiện cho các anh chị cái tính năng là mình muốn qua trang hoặc là mình kéo qua cái nội dung bài môn khác thì chúng ta sẽ kéo cái thanh này, kéo qua trái kéo qua phải ha các anh chị ha. Rồi Quân Xuân xin đưa qua những cái tính năng mà các chị đang nhìn thấy trên màn hình luôn nha. Tiếp đến là các anh chị sẽ chọn vào cái phần sách ha các anh chị ha. Vậy thì thông tin hiện tại thì Hương Xuân xin chia sẻ đến các anh chị đối với các khối lớp 1, 2 và lớp 6 thì hiện tại ban tổ chức đang cập nhật và bổ sung thêm hai bộ sách, đó là bộ sách Cắn chìa và kết nối tri thức. Thì dự kiến là cái nội dung bài học sẽ có và áp đưa lên trên app sẽ bắt đầu từ 20 tháng 11 nha các anh chị nha. Bởi vì đây là những cái khối lớp mà sẽ có cái phần gọi là lựa chọn những cái bộ sách bổ sung á, cho nên là hiện tại mình đã có nội dung nhưng mà mình để mà giúp cho các anh chị có thêm nhiều lựa chọn và mình trao đến khách hàng của mình thì mình sẽ có cập nhật thêm hai bộ sách, đó là Cắn nhiều và kết nối tri thức ha các anh chị ha. Lớp 1, lớp 2 và lớp 6, thời gian mình sẽ bắt đầu có bài là từ ngày 20 tháng 11, dự kiến đến ngày 31 tháng 12 là chúng ta sẽ xong. Còn đối với khối lớp từ lớp 3, khối lớp như là ba bộ sách mà chúng ta đang triển khai là lớp 3, lớp 7 và lớp 10 thì nội dung sách là cũng đã có trên app rồi và dự kiến là sẽ cập nhật cuốn chiếu nha các anh chị nha. Chúng ta sẽ kết thúc vào dự kiến là ngày 30 tháng 11 chúng ta sẽ hoàn thành cái việc mình cập nhật cuốn chiếu cho ba khối lớp 3, 7 và 10 ha các anh chị ha. Dạ rồi. Vậy thì khi mà các bạn vào các tiểu hành tinh lựa chọn môn học của mình thì sau khi học xong thì các anh chị thấy những cái biểu tượng mà trên cái hành tinh đó nó thể hiện này các anh chị không, giống như cái tảng băng gì đó. Và nếu như các anh chị thấy cái icon một cái đồng hồ thì nó thể hiện cái thời lượng của cái video đó, ví dụ như là 5 phút, 7 phút ha các anh chị ha, cho một video bài học theo sách giáo khoa. Còn con mắt này là nó thể hiện cái số lượng người xem, ví dụ như đối với khối lớp 3 thì cái số lượng mà các bạn học viên khối lớp 3 truy cập vào cái bài học này để mình biết rằng là đâu đó có những địa phương hoặc là trong một cùng một thời điểm thời gian tuần tháng gì đó các bạn cũng học có những nội dung nó trùng với nhau, bởi vì thời khóa biểu là nó đang đi theo theo trường rồi theo vùng miền nữa, đúng không ạ? Cho nên là các anh chị có thể xem được cái lượt truy cập của số người vào xem cái nội dung bài học đó. Và đây là cái phần trăm cái thời gian mà tình trạng của cái bài học đó các bạn đã hoàn thành chưa. Nếu như mình đang ở chế độ là đang xem thì các anh chị thấy nó thể hiện cái phần trăm của bài học.
Và nếu như chúng ta chưa xem thì nó sẽ là một cái nút tròn và có một cái dấu tam giác, được không ạ? Và khi mà các bạn xem xong một nội dung bài học này, ví dụ là một bài học này là 15 phút hoặc là 8 phút, 7 phút, thì nó sẽ thể hiện cho các anh chị là ba ngôi sao, để các anh chị cũng biết được rằng là à, thời khó biểu ngày hôm nay con nói với mẹ là con hoàn thành đúng không, rồi bây giờ mẹ vào mẹ cũng biết cách để mẹ xem để hiểu rằng là con đã hoàn thành theo đúng như cái lời mà con chia sẻ với mẹ, được không ạ? Và anh chị nào thấy cái tính năng này nó đã giúp cho các anh chị rút ngắn được cái việc là phải ngồi sát bên cạnh con rồi phải hối thúc con, anh chị thấy có sướng không ạ? Xin hãy comment giúp Phương Xuân một cái từ mà các anh chị nghĩ rằng sẽ giúp cho mình rất rất là nhiều trong việc đồng hành với con ạ. À, từ mà các anh chị muốn nói ngay bây giờ là gì ạ? À, thích quá, em cảm ơn chị Kim Ngân, hay quá, quá tiện ích, rất là tuyệt, tuyệt vời. À, em cảm ơn anh Văn Chiến nha, anh Văn Chiến nói là sướng. Rồi, dành một tràng pháo tay chúc mừng cho những cái cảm xúc tuyệt vời của các anh chị ạ. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ khám phá tiếp là các tiểu hành tinh. Khi các bạn học xong rồi thì ba mẹ hoàn toàn yên tâm, và bây giờ các con sẽ vào tiếp trong từng nội dung của bài học, được không ạ? À, ví dụ con chọn một cái chủ đề của cái môn tiếng Anh Unit 2 Quastit đời bài số 1, vậy thì các con sẽ xem video bài giảng ha các chị ha. Rồi mình chỉ cần bấm vào màn hình thì nó sẽ hiển thị cái nội dung bài học cho chúng ta. Còn nếu như các chị muốn qua cái nội dung của bài tiếp theo của cái khối lớp mà các con đang đang học thì bấm vào cái chỗ video tiếp theo. Các chị thấy nè, nó có minh họa cho chúng ta là video tiếp theo và trên giao diện của chúng ta là có hết. Vậy thì những cái tính năng trong cái công cụ này thì bao gồm có video bài giảng nè, rồi hình vẽ sơ đồ tư duy và phần bài tập là các chị ha. Và đối với cái phần đọc thêm, hiện tại các anh chị chưa truy cập được hoặc là mình vào mà mình thấy không có thông tin thì trên tinh thần là chúng ta hãy ghi nhận giúp ban tổ chức là sẽ có cái phần nghiên cứu và phát triển thêm, với mong muốn là sẽ tạo ra cho các bạn có những cái môi trường để luyện tập và ôn bài dễ dàng ha các anh chị ha. Rồi vậy thì với cái phần mà thể hiện cái nội dung ôn bài bằng sơ đồ tư duy, đây đây là cái phần mà các con có thể xem được video do bạn hình vẽ sơ đồ tư duy do bạn Hina vẽ, được không ạ? Khi mà chúng ta chỉ cần bấm vào cái hình thì nó sẽ thể hiện một cái hình đầy hết trang giao diện của thiết bị của chúng ta. Còn nếu như các bạn đã biết cách vẽ thì chúng ta hãy up cái hình vẽ của mình lên, có thể là vẽ bằng tay thủ công hoặc là chúng ta sẽ ứng dụng bằng cái phần mềm VMindMap, được không ạ? Chúng ta hãy bấm vào và link về cái phần mềm VMindMap, chúng ta vẽ vẽ xong rồi chúng ta cũng up lên và tải lên và có thể là lưu lại cái lịch sử học tập của các con ha các anh chị ha. Vậy thì với giao diện này để giúp cho các con có được cái môi trường là tự thiết kế nội dung bài học cho mình, bởi vì đâu đó các con xem cái bài mẫu mà các con không hướng thì các con hãy hoàn toàn sáng tạo, được không ba mẹ? Cho nên là các con chỉ cần hoàn thành và mình tự lưu trữ rồi mình khoe với ba mẹ, hoặc là mình chụp hình mình đăng bài, đây là thành tích của mình hoặc là tài năng của mình, đâu đó sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn nữa, và đặc biệt là thầy cô giáo cũng sẽ có cơ hội để mà có cái phần thi đua để mà mình có thể khen thưởng cho các học trò của mình khi mà các con tự lưu trữ và tạo ra cho mình một cái kho học tập bằng chính những cái sản phẩm cho mình sáng tạo. Dạ rồi, Phương Sơn xin trải qua tiếp nha. Và tiếp theo thì khi mà các bạn hoàn thành xong cái việc ôn bài bằng sơ đồ tư duy rồi thì chúng ta sẽ qua phần bài tập trắc nghiệm, thì cũng giống như ở cái phiên bản đầu tiên của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ các con sẽ lựa chọn một cái 10 câu hỏi, thường là nội dung câu hỏi này nó sẽ hỗ trợ cho các con ôn lại cái kiến thức của video bài giảng con vừa xem ha các chị ha, và có luôn cái phần gọi là lưu trữ thành tích cho con. Đây là gọi là cái phần gọi là khích lệ để giúp cho các con đạt được cái bảng xếp hạng, và ba mẹ cùng với thầy cô có thể là tạo ra một cái môi trường học tập gọi là chủ động để con có thể tự học và khoe thành tích và có thể là thi đua trong lớp,
hoặc là trong gia đình giữa người anh và người em, hai anh em với nhau, hai chị em với nhau, ba mẹ chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng này và mình có thể là đổi ra cho các con những cái sao hay những cái điểm thưởng để các con có thể là quy đổi ra những cái món đồ chơi hay là những cái món ăn mà các con thường hay xin ba mẹ, thì đây cũng là cách để giúp cho ba mẹ có thêm thời gian để kết nối và đồng hành cùng với con trong cái việc là đồng hành với con học tập à, ba mẹ ha. Cho nên là ba mẹ đã có thêm được những cái tính năng này thì rất rất là tuyệt vời rồi ạ. Và đây, điều mà ba mẹ cũng rất là quan tâm đó là khi các con hoàn thành thì điểm số của các con nó sẽ thể hiện thông qua cái việc là ghi những cái thành tích mà con đạt được là đúng được bao nhiêu điểm trên tổng số bài cái câu hỏi mà con hoàn thành. Và sau đó thì con có thể là cho mình cái mục tiêu là phải cải thiện điểm số, bởi vì đã đồng ý tham gia thách đố với ba mẹ rồi hoặc là thi đua với thầy cô rồi, thì các con cứ thế mà các con luyện tập và học tập một cách chủ động với cái phần mềm này hai ba mẹ ha. Rồi con có thể chuyển qua nội dung bài học khác để con làm và để xem lại cái kết quả của con, để con biết cái câu nào mình đúng hay là câu nào mình chưa đúng, để mình làm lại bài tập. Và mục tiêu là con sẽ lên cái bảng xếp hạng là đứng top đầu hai ba mẹ ha. Dạ, thì cái này nó cũng giống như cái giao diện của chúng ta đang sử dụng. Thì ở tính năng này thì Hương Xuân xin chia sẻ lại để các chị thấy cái cách nó thể hiện trên cái giao diện thân thiện. Nó chỉ bố trí cái vị trí nó bổ sung thôi ạ. À. Dạ rồi, tí nữa em sẽ mời các chị sẽ mở mẫu xem trên ứng dụng thực tế luôn nha. À, Hương Xuân đang đang chia sẻ cái nội dung tổng quan, rồi sau đó mình sẽ vào cái phần mềm ha các chị ha. Rồi sau khi mà các chị thấy rằng là những cái hình ảnh của các hành tinh môn học rồi thì Hương Xuân xin lướt qua nha. Vậy thì đối với cái tính năng quản lý học tập, đây là một trong những điều mà nhiều ba mẹ khi mà có con đi học ở trường, cũng như là việc mà làm sao cho con có được cái phần gọi là lịch sử học tập và ba mẹ không phải lo lắng hoặc là đi làm công tác xa mà không biết được là con mình ở nhà có hoàn thành hay không. Vậy thì hoàn toàn yên tâm đúng không ba mẹ? Đây là những cái thông tin đầu tiên mà ba mẹ sẽ giúp cho các con ghi nhận về thông tin của cá nhân học viên này, rồi thông tin của phụ huynh nè, hoặc là những cái thông tin mình cần có như là thay đổi mật khẩu và đăng xuất, thì nó sẽ thể hiện trong cái phần là quản lý tài khoản ha các chị ha, quản lý học tập của các con. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có những cái phần gọi là thông tin về trường lớp, quận huyện, tỉnh thành, khối lớp. Đây là những cái thông tin mà trong quá trình các anh chị hướng dẫn cho khách hàng hay là cho cộng đồng, thì các anh chị cũng giúp cho các anh chị ấy gọi là điền cập nhật đầy đủ để mình hỗ trợ cho cái việc là mình cũng chăm sóc và mình giúp cho khách hàng nhận được nhiều giá trị trong cái quá trình các anh chị đồng hành. Rồi tiếp đến là thông tin về email, số điện thoại hoặc là một số cái thông tin mà trên giao diện chúng ta hỏi, thì chúng ta chỉ cần là điền đầy đủ và cập nhật vào ứng dụng thì xem như đây là cái hồ sơ cá nhân của chính mình ha các chị ha. Và tiếp đến đây, quá trình mà các con học tập, các chị thấy sổ liên lạc đã hiển thị trên đây giống như là sổ liên lạc điện tử. Các chị chỉ cần đi công tác hoặc là mình ở ngoài mình cũng có thể mở ra mình xem. Rồi các con đã cập nhật được cái nội dung tổng quan các môn học mà con đã hoàn thành nè. Các chị thấy không ạ? Nó có thông tin tài khoản, sổ liên lạc, thì các chị nhìn vào tổng quan các môn học nó đang thể hiện ha các chị ha. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có cái phần mà các chị rất rất là quan tâm, ví dụ như là điểm trung bình bài kiểm tra qua các năm của con nó đạt được, nó sẽ vào biểu đồ này các chị sẽ kiểm tra được là cái kết quả của con nó đạt ở cái mức độ nào để mình có cái điều hướng mình giúp cho con thay đổi hoặc là đồng hành với con nhiều hơn cái thời gian để giúp cho con hoàn thành được tốt hơn với cái phần gọi là kiến thức của con đang học. Đây là tổng số nội dung, Xuân bấm nó bị lên rồi. Tổng số câu hỏi bài tập mà con đã hoàn thành, rồi tổng số thời gian và ôn tập của con hoàn thành bao nhiêu phút, rồi thời gian trung bình ôn tập hàng ngày của con đạt bao nhiêu, có hết luôn. Và tỷ lệ mà con hoàn thành để làm bài đúng là được bao nhiêu phần trăm, thì từ cái kết quả này các anh chị thấy được rằng là vậy thì cần hỗ trợ con như thế nào, thì mình cũng có cách để mình chia sẻ đến giáo viên trong cái
việc học của con ở trường, hoặc là đối với anh chị đồng hành con ôn bài ở nhà hoặc chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Và đây cũng là cái sổ liên lạc để giúp cho các anh chị ghi nhận được những cái kết quả học tập thông qua cái việc báo cáo kết quả. Các anh chị thấy không ạ? Ví dụ như cái thời khóa biểu của con trong một tuần, một tháng sẽ hiển thị những cái môn học mà con đã xem, nó có tỷ lệ phần trăm ở đây và điểm trung bình mà con đạt được sau khi con làm kiểm tra. Nếu như con thấy rằng là cái việc mà con hoàn thành được 7 điểm rưỡi trên 10 nó vẫn chưa đạt với cái mục tiêu con mong muốn và chưa gọi là chưa đúng với cái thỏa thuận của mình với ba mẹ hay với thầy cô, thì tự con sẽ phải đưa ra cái mục tiêu là chinh phục để mà đạt được cái điểm là 10 trên 10 hả các anh chị ha. Vậy thì những cái thông số này sẽ giúp cho các con quan sát được để quản lý được cái hồ sơ học tập của mình, và ba mẹ chỉ cần vào đây xem và có thể là ba mẹ hãy cùng với con ghi nhận những cái kết quả thành tích của con tốt hơn con ngày hôm qua nha ba mẹ nha. Nhiều khi ba mẹ biết được là giống như mẹ biết được là con của mẹ Xuân đi nói ô sao bạn đó lúc nào cũng đứng đầu top, thì ba mẹ lại áp lực với con rồi mong muốn con lại phải giống như con của mẹ Xuân, thì đôi khi như vậy làm cho con không có còn hứng thú để học tập nữa. Cho nên ba mẹ hãy cho con cơ hội để cho con được làm tốt nhất so với khả năng của con. Cho nên là cái lịch sử học tập này là để giúp cho ba mẹ cùng với con đưa ra được một cái lộ trình học tập cho con. Hai ba mẹ ha, ba mẹ cần hỗ trợ gì, rồi chia sẻ với thầy cô như thế nào, hai ba mẹ ha. Rồi những cái thông số này nó sẽ thể hiện hết. Vậy thì sau khi các con hoàn thành thì ba mẹ sẽ thấy nó có cái bước mà các con rất là mong chờ. Đó là gì ạ? Được sự ghi nhận. Bao nhiêu anh chị chúng ta đã có ghi nhận thành tích cho con rồi, xin các chị hãy comment giúp Phương Xuân cái cách mà các chị đã khen ngợi con hoặc là ghi nhận cái điều mà con đã làm tốt so với con ngày hôm qua, là cái cách anh chị đã làm đó là gì ạ? Đây là một cái bằng chứng nhận cho các anh chị nha. Các anh chị có thể là vào trong mọi lúc các anh chị cập nhật, và lúc nào mà con hoàn thành con thấy là hình như cái số điểm này mình đạt nó chưa có mong muốn, các con cứ vào các con hoàn thành bổ sung rồi cập nhật, thì cái bằng chứng nhận này nó luôn luôn có để mà giúp cho các con có thể tải về, rồi mình dùng cái hình ảnh này mình đăng bài, mình chia sẻ hoặc là mình khoe với thầy cô, khoe với ba mẹ là ba mẹ ơi ngày hôm nay con đã tự học, con hoàn thành được rồi và con đã nhận được một cái chứng nhận. Dạ, em cảm ơn anh chị Ngọc Luân khen và thưởng thưởng cho con cái con thích. Wow, em cảm ơn anh Trương Quang Vương. Hay quá. Em cảm ơn chị Thịnh thưởng. Vậy là đa số các anh chị là có khen thưởng. Cảm ơn các anh chị. Vậy thì các anh chị hãy dành cho tất cả những anh chị trong ekip gọi là sản phẩm 5 phút thuộc bài đã cho chúng ta một cái công cụ và những cái tính năng quá quá là bất ngờ và tuyệt vời đúng không ạ? Dạ em cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến nói là quá tuyệt vời luôn. Vậy thì bữa nay là mình có sẵn cái mẫu thiết kế ở trên phần mềm này, các con chỉ cần vào và tải về khoe với ba Tiến thôi. Thế là bạn Minh Châu tha hồ mà nhận điểm của ba ha. Em cảm ơn chị Huệ ạ. À, vậy là mình đã có tính năng tải về và chia sẻ ha các chị ha. Rồi tiếp theo, bây giờ là đến cái phần mà Hương Xuân cùng với các anh chị chúng ta sẽ mở mẫu. Hương Xuân sẽ mở mẫu ha, trên cái phần gọi là phần mềm đã được tải về đây. Hương Xuân sẽ chia sẻ lại cho các anh chị cái màn hình mà Hương Xuân đã cập nhật. Khi mà các anh chị cập nhật cái phần mềm mới từ một cái giao diện mà phiên bản đầu tiên, thì khi các anh chị update, tức là anh chị tải và cập nhật trên máy tính hoặc là thiết bị của mình, thì nó sẽ thể hiện cái giao diện này ha các chị ha. Rồi các chị cứ đăng nhập cái thông tin của mình. Và tiếp theo, hy vọng là Hương Xuân nhập đúng. Nè các chị thấy không, sẽ giúp cho các chị nếu như có lần mà các chị đăng nhập mà quên thì chúng ta sẽ lấy lại tên đăng nhập của mình và lấy lại mật khẩu ha các chị ha. Rồi sau đó chúng ta đăng nhập vào.
Em cảm ơn chị Ánh Tuyết. Chị Ánh Tuyết khen là sản phẩm thu hút. Đây, các chị đã thấy chưa ạ? Vậy là những giao diện, những tính năng mà Hương Xuân vừa chia sẻ các anh chị là trên ứng dụng học tập thông minh của chúng ta đã có. Và các anh chị ha, vì Hương Xuân đang chọn lứa tuổi của con, Hương Xuân đang học là lớp 5. Cho nên là các anh chị nhìn thấy đây là cái giao diện của các bạn từ lớp 1 đến lớp 12 là bạn Voi Guitar đang nhảy múa rất là nhí nhảnh. Rồi, Hương Xuân sẽ bấm vào phần học của ôn tập ha. Đặc biệt là Hương Xuân chọn, Hương Xuân có hai bé đi, một bé lớp 3, Hương Xuân cũng có thể xem được để cho bé em xem. Rồi, việc từ và câu cũng giống như hồi nãy Hương Xuân chia sẻ đó, rất là thích những cái tiểu hành tinh đó các chị, nhìn rất là bắt mắt. Đã, các chị thấy chưa? Kẹo ngọt, vương quốc kẹo ngọt đã xuất hiện. Cho nên là mình sẽ bấm vào. À, mình xem. Các chị thấy là do Hương Xuân mới cập nhật trên máy tính, cho nên là cái nội dung bài học chưa xem bao giờ thì nó vẫn đang thể hiện cái icon là một cái vòng tròn và một cái tam giác. Ví dụ như Hương Xuân xem xong. Đó. Chào mừng các em đã đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô xin tự giới thiệu, cô tên. Nó cũng giống như là cái cách học của ở phiên bản đầu tiên của chúng ta ha các anh chị ha. Rồi thì đến phiên tiếp theo này, chúng ta sẽ qua phần mind map. À, kéo sang màn hình bên cạnh những bài khác thế nào cô Xuân? Dạ rồi, em sẽ quay lại đây cho các anh chị xem luôn. Đây, nó sẽ có cái phần video tiếp theo. Để em kéo xuống này anh chị thấy nha. Đó, bài học kế tiếp này các anh chị thấy không? Thay vì trước đây là mình sẽ ra ngoài mình bấm vào thì mình có thể mình bấm vào mình xem bài học tiếp theo. À các anh chị ha. Rồi chúng ta cũng có thể chúng ta xem bài học tiếp theo. Đó, chúng ta chỉ cần là nhìn ở trên giao diện của chúng ta nó có nút là chúng ta bấm. Ôi, các bạn nhỏ của chúng ta sẽ thông minh hơn ba mẹ rất nhiều. Bởi vì các bạn là thông minh về khám phá cho nên là thấy nút là bấm. Các anh chị cũng hãy cứ làm như một đứa con nít, cái gì mình chưa biết mình cứ bấm đi ạ. À, thì các anh chị cũng sẽ biết ạ. À, rồi đến ngày xưa có 5 phút thuộc bài chắc giờ ngon lắm rồi, em cảm ơn anh Tuyến trở thành chuyên gia hoặc là giáo sư Ngô Văn Tuyến. Em cảm ơn anh. Rồi tiếp đến là bài tập cũng giống như là hồi nãy em chia sẻ ha. Đây có phần Chào mừng bạn đến với bài kiểm tra 15 phút. giống vậy luôn. Chỗ này. Đó, anh chị thấy không? Nó sẽ giúp cho chúng ta rất rất là thuận lợi luôn. Khi mà chúng ta đi đến từng cái hành tinh rồi đi đến từng cái giao diện và thế là nó có từng cái công cụ để giúp cho chúng ta quay trở lại để chúng ta tìm kiếm thông tin. À, các anh chị ha. À, còn về cái thông tin mà các anh chị cần cập nhật, đây thông tin cá nhân của mình. À, các anh chị ha. À, chúng ta cứ điền hết đầy đủ thông tin vào đây. Rồi đặc biệt là các anh chị có thêm cái phần giới thiệu bạn bè. Ha, đây là những điều mà các chị sẽ giúp cho những người bạn của chúng ta biết được một cái ứng dụng học tập thông minh. Các chị hãy copy và chia sẻ. Rồi chúng ta có cái phần nâng cấp tài khoản. Đối với những anh chị nào mà chúng ta đang sở hữu tài khoản là lớp thì chúng ta chỉ cần là muốn nâng cấp lên thì chúng ta chọn một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp và tất cả nó đều hoàn toàn ở tinh thần là mọi người tự làm hết các chị ha. Các chị cũng sẽ rút ngắn được cái thời gian là phải giải đáp rồi hướng dẫn hoặc là kích hoạt, cho nên chúng ta sẽ dùng trên giao diện này hết. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ có sổ liên lạc. Mình đăng ký thì chúng ta chỉ cần bấm vào đăng ký là nó sẽ thể hiện ra cho chúng ta những cái bước thao tác ở trên đây hết ha các anh chị ha. Dạ rồi chúng ta có nút quay lại, chúng ta quay lại và chúng ta vào xem sổ liên lạc. Hương Xuân xin mở lại giống như cái hình ảnh mà trên slide hồi nãy Hương Xuân chia sẻ để các anh chị yên tâm là cái tính năng nào nó đã được ứng dụng vào trên ứng dụng của chúng ta đã có rồi thì Hương Xuân đã kể lại cho các anh chị ạ. À.
Mình dùng chè thêm mấy cái slide này là bị chè để chỗ liên lạc. Chứng nhận báo cáo kết quả này các chị đã chị thấy không ạ? Nó có tổng hợp theo môn học đó, các môn luôn, và đặc biệt là bằng chứng nhận, nó sẽ thể hiện cho các chị những cái bằng chứng nhận mà con đã hoàn thành. Nó có rất là nhiều bằng, và nếu như con muốn là chinh phục 100% thì con chỉ cần là làm và hoàn thành để lấy được cái bằng gọi là điểm cao nhất là các chị ha. Dạ rồi, chắc là cái tín hiệu của Hương Xuân, cái máy của Hương Xuân nó đang download, cho nên là Hương Xuân xin thể hiện như vậy đó. Các anh chị thấy không ạ? À? Giống như Hương Xuân trải nghiệm một cái môn học địa lý, Hương Xuân làm đúng được 5 điểm trên 10. Thế là nó ghi nhận Hương Xuân là bạn đã hoàn thành được thành tích 5 điểm. À. Rồi các anh chị muốn khoe với ai thì các anh chị cứ tải về thôi, cái nghe chia sẻ và tải về. Hay các chị ha, nó như là hình ảnh thôi ạ. À. Dạ rồi. Bây giờ là đến phần Hương Xuân xin thoát ra. Để các chị nào mà chúng ta chưa tải hoặc là chưa cập nhật, chúng ta hãy cùng nhau làm. Và trong cái khoảng thời gian tiếp theo thì Hương Xuân mời các chị có những cái câu hỏi hoặc là chúng ta điền vào trong phong để ban tổ chức xin ghi nhận, và sẽ có những cái hồi đáp cho các chị. Có thể là những cái câu hỏi được trả lời trong buổi hôm nay hoặc là trong cái phần trả lời và gửi về cho các chị ạ. À. Thôi, Hương Xuân xin cảm ơn các chị đã dành những cái khoảng thời gian vừa rồi để chúng ta chia sẻ cái hành trình các chị đã đồng hành cùng với con, và cho phép Hương Xuân được chia sẻ những cái chiếc áo mới và với cái giao diện thân thiện của bạn Gita. Hương Xuân mến chúc cho anh chị cùng với hệ thống của mình sẽ có thêm rất là nhiều học viên học tập chủ động, tự học, và các con có thêm một người bạn mới Gita để cùng đồng hành học một trường quốc tế song ngữ online. Hương Xuân mến chào và xin cảm ơn các anh chị ạ. À. Dạ, xin cảm ơn chị Hương Xuân rất là nhiều. Dạ, bây giờ là mình cũng đã vào Zoom của mình khoảng được 1 tiếng 20 phút rồi, nên là chúng ta sẽ giải lao khoảng 2 phút và sau đó mình sẽ quay lại. Thì em Trang đã tiếp nhận được ở đây trong form của chúng ta đang có rất là nhiều câu hỏi gửi về, giống như hôm nay chúng ta đang có một chương trình trực tiếp. Em nhận form thông tin câu hỏi của các anh chị và còn thời gian em sẽ trả lời luôn. Dạ, mình sẽ giải lao 2 phút và quay trở lại anh chị nha. Dạ, xin cảm ơn các anh chị ạ.
Dạ, xin cảm ơn các anh chị. Anh chị chắc chắn là mình đã uống nước rồi đúng không ạ? Dạ rồi, thì ở trong phần chat em đang có ghi nhận được một số cái câu hỏi, và một cái câu hỏi em thấy rất là nhiều là các anh chị báo là mình không có thấy được cái nút tìm kiếm các bài đúng không ạ? Dạ, hiện tại thì ở giao diện này thì mình sẽ chưa có cái nút để mà tìm kiếm các bài, nhưng mà ở cái phần cập nhật tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái nút để mà mình có thể là cập nhật, có thể là tìm kiếm cái bài học nó nhanh hơn, search được cái bài, mà không những là mình chỉ search được cái bài ở trong cái lớp đó thôi đâu, mà mình còn search được bài của những cái lớp khác ở những cái cấp học khác luôn, và nó search theo từ khóa. Ví dụ giống như là mình search cái từ hình tròn thì cái lớp nào á mà nó có tên cái bài học là hình tròn thì nó đều hiển thị ra hết cho các anh chị. Dạ, nên là ở cái phiên bản này thì là bây giờ là mình sẽ cho các con, tại vì bây giờ khi mà các anh chị của mình đang đứng ở vai trò là mình là người phụ huynh á, mình chưa có vào học cái chương trình của con mỗi ngày á, thì khi mà mình vào tìm á thì mình sẽ thấy nó đang nhiều, nó khó. Nhưng ví dụ như là các bạn mỗi ngày các bạn đều mở app ra các bạn học, thì hôm nay con học bài số 1, thì theo lộ trình, theo cái mục lục thì ngày mai con sẽ tiết sau con sẽ học bài số 2, bài số 3. Thì nếu mà mỗi ngày con đều vào app thì khi con vào đúng cái môn toán hoặc là cái môn tiếng Việt thì bạn sẽ biết là hôm nay con đang ở cái vị trí nào để con học anh chị ha. Nên là phụ huynh của mình cũng không quá lo lắng về cái này. Khi mà các con học mỗi ngày á thì là các con sẽ quen với cái việc này, nhưng mà chắc chắn là ở phiên bản sau thì chúng ta cũng sẽ cập nhật anh chị ha. Vậy cái phần thứ hai là em có nhận được cái câu hỏi, em xin phép là mình sẽ trả lời một số cái câu hỏi ở trong cái phần form mà các anh chị gửi về ha. Nếu mà cái câu hỏi nào đó bị trùng thì em xin phép bỏ qua ạ. Dạ, có một câu hỏi của chị Lan hỏi là khi đăng nhập chia thành hai giao diện của lớp 1 và 6, lớp 7 và lớp 12 thì nhà có hai bé thì làm thế nào để học được? Dạ thưa chị Lan, là nếu mà chị đang có hai bé mà học cùng trên một tài khoản thì khi mà mình muốn cho cái bạn lớp 10 bạn nó học á thì chị phải đổi cái thông tin ở cái phần thông tin học viên, giống như ở phần đầu chị Hương Xuân có hướng dẫn á, là mình sẽ quay trở ra cái phần thông tin tài khoản và mình chọn lại cái lớp mới. Đầu tiên chị đang chọn lớp 1, con học xong chị quay trở lại chị chọn cái lớp 10 và chị bấm cập nhật, thì hệ thống nó sẽ cập nhật lại cái giao diện của cái nhóm 7 tới 12 và lúc đó là chị sẽ cho con học. Thì nếu mà chúng ta thay đổi như thế này á, thì nó sẽ liên quan tới cái phần là cái sổ học tập anh chị ha. Thì tại cái thời điểm mà anh chị đang cập nhật ở trên cái app của mình nó là lớp mấy thì cái sổ học tập nó sẽ thể hiện cái lịch sử học tập của cái lớp đó. Ví dụ bây giờ mình đang lớp 1 thì mình sẽ coi sổ học tập của bạn lớp 1, nhưng khi mình đã chuyển qua lớp 10 rồi thì lúc đó con học xong nó cũng tự sẽ hiển thị cái sổ học tập của lớp 10. Rồi lần sau nữa chúng ta sẽ quay trở lại lớp 1 thì nó vẫn sẽ hiển thị lại lớp 1 anh chị ha. Nhưng mà em Trang cũng khuyến khích các anh chị là nếu mà nhà mình đang có hai bạn, ví dụ bây giờ là nhà chị Lan thì có một bạn lớp 10 thì còn 2 năm nữa là con hết, thì mình có thể sử dụng cách này. Nhưng nếu mà mình đang có hai bạn, mà một bạn lớp 1, một bạn lớp 6 chẳng hạn, thì nếu mà có được điều kiện tốt thì mình có thể là mình sử dụng hai cái tài khoản cho con, để vì chị sẽ thấy đó, sau này thì những cái phiên bản sau này khi mà mình phát triển tiếp tục thì nó sẽ dần dần cá nhân hóa đến từng bạn, và chắc chắn là khi mà con mở cái tài khoản ra mà con thấy cái tên của mình thì con cũng sẽ rất là hào hứng cái việc con học. Còn khi mà bạn sau á, mình cứ phải đợi con này học xong sau đó là mình đổi qua bạn sau, thì con phải mất thời gian con đổi lại thông tin, tự nhiên vô tình một cái điểm nhỏ xíu của mình thôi mà làm con đâu đó làm con mất đi cái tinh thần học tập, cái sự hứng thú, thì nó cũng không có hay lắm. Nên là trong trường hợp mà mình có điều kiện thì em Trang vẫn khuyến khích các anh chị của mình, cũng như là mình sẽ hướng dẫn cho khách hàng của mình làm thế nào để mà các con, mỗi con được sử dụng một tài khoản, để con có cái danh, cái tên riêng của con, có những cái giấy chứng nhận cho của con, cái tài khoản nó thuộc về con, để con muốn học bất cứ lúc nào cũng được anh chị ha. Nên là nếu mà đứng ở một cái vai trò là cái người tư vấn cho khách hàng thì anh chị cũng sẽ cần phải tìm hiểu là nhà đã có hai con nhưng mà con đang ở độ tuổi nào. Ví dụ bây giờ con đã học lớp 11 rồi mà mình kêu phụ huynh mua thêm một cái tài khoản nữa thì nhất thiết mình đâu cần là phải hướng dẫn từ phụ huynh mua tài khoản VIP đâu đúng không ạ? Mình sẽ hướng dẫn từ phụ huynh mua một cái tài khoản 1 năm thôi, vì lớp 11 là mình đã mở được, thêm 1 năm nữa là con học lớp 12 là kết thúc. Nên là mình không đặt tâm thế của mình là ở cái vai trò là mình chỉ muốn lấy tiền khách hàng, mà mình phải thật sự hiểu nhu cầu và cho khách hàng, tư vấn cho khách hàng đúng với cái nhu cầu mà khách hàng cần, cũng như là cái
sản phẩm của mình, thì em tin chắc là cái người khách hàng đó họ sẽ cảm thấy rất là happy về việc là mình rất là quan tâm họ, và họ sẽ trung thành để mua cho mình những cái sản phẩm sau này nữa. Dạ rồi, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để chọn bộ sách? Thì hiện tại là chương trình 3-7-10 của mình đang cập nhật cuốn chiếu, nên sẽ có những bộ môn của mình đang cập nhật, thì các anh chị sẽ vào trong cái lớp và vào luôn cái môn. Ví dụ anh chị có thể là vào lớp 3 môn tiếng Anh và sau đó chọn bộ sách, thì mình sẽ thấy cái giao diện chọn bộ sách tại ở đó anh chị ha. Có một chị Thanh Trang, chị Thành Trang, chị báo là chương trình lớp 5 sau khi cập nhật thì lại không có môn lại không có mind map. Dạ em xin phép chị là mình có thể kết nối với nick Zalo phòng kinh doanh hoặc là liên hệ đến hotline để cho tụi em xin chi tiết là cái lớp nào của lớp 5 mà mình đang không có mind map, thì em sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật để mà kiểm tra lại chị Thanh Trang nha. Dạ giúp giùm em là ngày mai trong giờ hành chính thì mình kết nối giúp em để tụi em sẽ cập nhật sớm nhất nếu mà mình đang có sai sót ạ. Dạ khi nãy thì em có cập nhật là thông tin ở từ bộ phận kỹ thuật là hiện tại là trên điện thoại của mình là trên giao diện trên iPhone nó giao diện iOS đó, thì mình đã có thể là cập nhật rồi, còn giao diện trên Android thì có thể là mất thêm khoảng vài hôm nữa thì mình sẽ cập nhật vì nó có một xíu cái trục trặc. Dạ câu hỏi của chị Hồng Thảo. Dạ câu hỏi của chị Khánh Linh thì hai bé thì em đã trả lời rồi anh chị ha. Dạ vâng. Dạ, câu hỏi của chị Quỳnh Châu là tài khoản VIP nhưng mà không hiển thị đủ 12 lớp, chỉ hiển thị từ 1 đến 6, từ 7 đến 12 thì em đã trả lời rồi chị Châu ha. Phần sơ đồ tư duy nhỏ quá không vung lên được. Dạ cho em hỏi là mình đang chị Diễm là mình sử dụng ở trên điện thoại hay là trên máy tính à? Thì là mình có thể là kết nối với các bạn nick Zalo phòng kinh doanh đó, thì ra cho tụi em thêm cái thông tin về cái phần này để mà mình có thể là có cái phản hồi chính xác nhất ở cho chị Diễm nha. Chương trình lớp 6 thì khi nãy là chị Hương Sương cũng đã có chia sẻ đó chị Yến Dung, là sau khi mà mình cập nhật 3-7-10 xong thì mình sẽ tiến hành mình cập nhật hai bộ sách còn lại của lớp 1-2-6, mình sẽ cuốn chiếu dần dần. Dạ cuốn chiếu mình sẽ và trong khả năng là mình sẽ nỗ lực để mà mình cuốn chiếu cho kịp theo cái tiến độ mà bài giảng bài học ở trên trường của các bạn. Thật sự là team dự án đội ngũ cũng đang rất là nỗ lực để cập nhật, vì các anh chị thấy đó là khi mà mình cho ra mắt một cái tính năng mới, một cái sản phẩm mới, một cái giao diện mới giống như là một cái tấm áo mới, là nó tốn rất rất là nhiều nguồn lực và các bạn đang rất là tập trung ở trong giai đoạn này, nên là xin phép là sẽ cho chúng em thêm một thời gian nữa để mà mình sẽ cập nhật và nỗ lực là sẽ cuốn chiếu được bằng cái tiết học ở trên trường của các bạn ạ. Dạ, chị Minh Phương là đại lý cấp 4, hiện chị có tài khoản VIP. Nếu phụ huynh đặt khóa 3 lớp thì em có thể chuyển hay không? Dạ thì chị Phương ơi, bắt buộc á, là sau này khi mà mình triển khai, khi mà chị bán tài khoản á, thì bây giờ của mình đang có 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm và tài khoản VIP là tổng là 6 loại, thì trong kho của chị cần phải có 6 loại tài khoản này. Nếu bây giờ chị chỉ có một VIP thôi thì chị cần phải tiến hành đổi cái tài khoản VIP này sang những cái tài khoản 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm và 5 năm. Thì cái tin nhắn mà hướng dẫn để soạn cái để mà đổi thẻ từ một sang từ thẻ VIP sang các thẻ khác á, thì là hàng tháng các bạn đều có nhắc lại vào cuối tháng, vào khoảng ngày 24 thì các bạn sẽ nhắc lại, nhưng mà ngày mai em sẽ cho các bạn sẽ nhắc lại ở trong group của mình một lần nữa để cho các anh chị có thể là đổi sớm hơn, thì đúng ngày 5, 15 và 25 thì tụi em sẽ duyệt cái tài khoản để mà mình đổi. Các anh chị của mình là nên chủ động đổi cái tài khoản này trước trong kho để mà mình chủ động anh chị ha, tại vì á là tại vì cái này là mình đặt thẻ và mình phải duyệt, hiện tại là đang còn duyệt thẻ thủ công, nên nếu mà lúc mà mình cần mà trong kho mình không có mà khách hàng mình lại đang ngồi trong quán cà phê mình tư vấn cho khách hàng thì mình không có cái mình kích hoạt cho khách hàng thì bỏ lỡ cơ hội kinh doanh của mình, đúng không các anh chị? Nên là mình cần cái gì mà mình có sẵn ở trong tay thì mình sẽ rất là tự tin. Dạ.
Chị nhàn xem trên điện thoại thấy thông tin tài khoản và sổ liên lạc không thấy mục nâng cấp tài khoản. Dạ rồi, giúp giùm em là sáng nay em Trang cũng bị tình huống này. Thì cái iPhone của em á, có thể là em đã tải cái phiên bản từ đầu tiên nên nó cập nhật chưa có đầy đủ hay sao á, nên là em chỉ cần xóa đi và em tải app lại thì nó hiển thị đầy đủ không thiếu một cái gì hết, kể cả cái mục là mình kích hoạt ở đâu. Em có nhận được một câu hỏi của các anh chị đối tác luôn là khi mà mình tải app mới về mình không thấy cái nút mà kích hoạt tài khoản ở đâu, thì nó sẽ có cái giao diện kích hoạt tài khoản. Nếu mà bạn nhờ kỹ thuật hỗ trợ giúp giùm Trang là share cái màn hình mà nó có cái phần kích hoạt tài khoản đó, có thể là lúc nãy là các anh chị chưa có xem kỹ thì mình sẽ xem lại ngay ở trên màn hình chính luôn. Trang chủ nó sẽ có một cái phần là kích hoạt tài khoản, thì mình chỉ cần nhấp vào đó và nhập mã kích hoạt như bình thường thôi. Dạ, có thể là các bạn sẽ gửi lại, hoặc là anh chị chỉ cần là anh chị tải lại app thôi là nó sẽ hiển thị ra cái chỗ kích hoạt tài khoản, nó nằm ở góc phải ở phía dưới của các màn hình giao diện chính. Rồi cái tính năng tìm bài học thì em đã trả lời rồi chị Nguyễn Thị Trang ha. Chị Lưu Phương Hoàng là có thể là em có chia sẻ đó là ở trên iOS của mình thì đã cập nhật lại, còn nếu mà là cập nhật được, còn nếu ở trên Android thì mình chưa cập nhật được, nên là mình vui lòng chờ thêm khoảng vài ngày nữa giúp giùm em ạ. Dạ anh Cường là app yêu cầu cập nhật phiên bản 2.0.2 nhưng mà không tải về được. Dạ giúp giùm em là anh sẽ liên hệ tới hotline vào ngày mai giúp em ha, trong giờ hành chính, để báo với các bạn về cái tình huống cụ thể của cái máy mình, có thể là do cái thiết bị của mình nữa, thì tụi em cần tìm hiểu kỹ thông tin thì mới có thể hỗ trợ cho mình được. À, dạ anh Hiền Trung có hỏi là nếu khách hàng mua từ đối tác và khách hàng khi kích hoạt nâng cấp tài khoản thì họ có được trả 100.000 hay không, đối tác có nhận được hoa hồng hay không? Dạ để mà có thể ghi nhận được cho cái khách hàng đó giảm 10%, hiện tại á, là anh Trung có thể là buổi thứ hai vừa rồi anh Trung chưa có tham dự, thì đối tác của mình hiện tại cái chính sách mới sắp ban hành đây á là không còn giảm 10% nữa, mà mình sẽ giảm tối đa là không còn giảm 100k nữa, mà mình sẽ giảm 10%, tối đa là 10% trên các tài khoản. Nên là khi mà khách hàng họ, nếu mà khách hàng họ mua, họ thanh toán trực tiếp ở trên link á, thì họ sẽ thanh toán được cái phần giảm 10% luôn. Còn nếu mà bây giờ các anh chị bán trực tiếp từ tài khoản agency thì sau khi có cái chính sách ra, anh chị vẫn có thể giảm được cho khách hàng 10%. Thì khi mà mình đã giảm trực tiếp như vậy rồi, nếu mà anh dùng agency của mình trước đây bình thường á, thì anh không có được ghi nhận hoa hồng, vì là khách hàng họ chuyển tiền trực tiếp cho mình mà. Còn nếu mà khách hàng họ thanh toán ở trên link affiliate của anh á, thì anh sẽ được ghi nhận cái khách hàng đó là một khách hàng đã đăng ký. Thì phần chính sách affiliate thì mình sẽ có thêm nhiều buổi nữa để hướng dẫn riêng và hướng dẫn trực tiếp cho các anh chị đối tác để mà mình rõ hơn anh Trung ha. Dạ rồi, phần nâng cấp tài khoản. Dạ, có câu hỏi của chị Diệp là ở những cái phần mà mình đang còn cái dấu khóa, chị Diệp, là những cái tính năng mà mình đang nghiên cứu và phát triển, nên là tạm thời là trong giai đoạn này mình sẽ không có mở được chị ha. Nhưng mà trong giai đoạn sau thì là có thể là mình sẽ mở được. Rồi, đó là một vài câu hỏi, còn nhiều câu hỏi nữa ở trong phần form câu trả lời, nhưng mà em thấy nó cũng gần gần giống nhau nên là em xin phép là mình sẽ không trả lời hết. Thì nếu mà các anh chị còn có thêm những cái câu hỏi nào nữa thì là cái form này nó vẫn sẽ được mở để mà đối tác chính thức cũng như các anh chị có thể chuyển xuống đối tác con để mà mình gửi những cái thông tin về, và Tâm Trí Lực sẽ tiến hành tổng hợp và trả lời cho các anh chị. Ở trong phần chat vẫn còn một cái câu hỏi là làm sao để cập nhật phiên bản mới, đang sử dụng tài khoản VIP vẫn là giao diện cũ, thì giúp giùm em xem lại hệ điều hành như em có nhắn, như em có phản hồi nãy giờ anh chị ha. Dạ rồi, vẫn có anh Ngoan giơ tay thì không biết là anh còn câu hỏi nào thì em xin phép là mời anh.
Cảm ơn cô Trang rất nhiều. Xin chào tất cả anh chị. Thì Ngoan cũng có mấy câu hỏi về cái phần mà cái cập nhật phiên bản mới. Nhưng trước tiên thì cũng cảm ơn thầy Phong, cảm ơn đội ngũ tâm trí lực ngày đêm đã làm một cái phiên bản tuyệt vời, rất là xịn sò. Ngoan thấy rất là ấn tượng. Nói chung là rất là gọi dùng cái từ wow nữa đúng. Thì Ngoan cũng có mấy cái câu hỏi mà liên quan vấn đề mà tải app á, về thì có một số nơi á, địa phương thì khi mình đăng ký không có cái tên trường á cô Trang. Dạ. Ví dụ có những tỉnh thì huyện thì có tên trường, khi mình nhấp vô á, thì cái trường đó người ta đăng ký được. Nhưng mà có những tỉnh thì không có tên trường, chắc có lẽ là chưa có cập nhật hay sao như thế nào, cái đó như thế nào? Là câu rồi, câu hỏi này em xin phép trả lời luôn từng câu để không bị quên, cũng như là để các anh chị trong Zoom của mình theo dõi dễ dàng hơn. Thì cái phần trường á, có những cái trường sẽ có những trường mà mình chưa có cập nhật hết ở trong đó, vì tại vì số liệu thống kê thì lúc nào nó cũng sẽ bị lệch với số liệu thực tế, đúng không ạ? Khi mà tụi em có một số liệu thống kê thì ở ngoài có thể là trường đó nó đã thay đổi rồi, nên là nó sẽ không có còn chính xác 100% nữa, nên là bộ phận kỹ thuật sẽ cập nhật thêm ở chỗ này một cái trường là trường khác để cho các con có thể, cũng như là phụ huynh có thể là điền cái thông tin của trường mình trong trường hợp là mình không tìm thấy. Thì cái này là em xin phép ghi nhận và các bạn sẽ phát triển cái tính năng này sớm nhất có thể để cho các bạn có thể đăng ký cái tài khoản anh ơi nhé. Như vậy thì tốt quá, có nghĩa là cho cái tính năng là ta tự điền cái tên trường vào thì đăng ký luôn đó. Dạ đúng, dạ, đúng. Nhưng mà thật chất ra cập nhật thì cũng ok đó, nhưng mà thấy giống như mình ở Bạc Liêu đi, có nguyên một tỉnh là không có trường nào, nguyên tỉnh là không có trường luôn á, là không biết lý do gì sao cập nhật là nó thiếu nhiều quá. Là cái đó rồi là... em xin phép là ghi nhận lại ở tỉnh Bạc Liêu đúng không ạ? Khi mà tất cả học sinh đăng ký đó không đăng ký được đó. Rồi cái đó là cái dạ, thứ rồi nhất. Cái thứ hai nữa là chắc có lẽ về cái phiên bản có nghĩa là Android hay iOS gì đó. Thật chất có một số máy iPhone nó là không có đăng ký được, không biết lý do cái đó là do cập nhật tên trường hay là như thế nào đó, tại vì là họ cũng không có đăng ký được. Dạ rồi, anh giúp giùm em á, vì giai đoạn này cũng là giai đoạn của mình đang update tài khoản, nên là tụi em rất là cần cái thông tin chi tiết là iPhone đó là iPhone mấy và đang dùng cái phiên bản nào. Giúp giùm em, mình sẽ tổng hợp lại trong một cái giai đoạn. Mình có thể là nếu mà khách hàng báo là khách hàng không có đăng ký được thì hỏi giúp giùm em hai câu là khách hàng đang dùng, nếu mà bây giờ ngay hôm nay ngày mai nha anh, thì nó đang là iOS mà là iPhone mấy và phiên bản nào, giúp giùm em và cứ phản hồi về cho em. Anh có thể phản hồi về cái nick phòng kinh doanh giúp giùm em để cho các bạn tổng hợp. Nếu mà phản hồi hết cho một mình em thì em sẽ không có tổng hợp được hết. Dạ, để mà mình sẽ xử lý và có từng trường hợp cụ thể thì em sẽ xử lý nhanh hơn anh Ngoan nha. Dạ. Rồi cái câu hỏi cuối cùng là bên cái phần app mới của mình á, mình không thấy cái thông báo mà những khách hàng đã tải về đăng ký, ai đăng ký thành công thì mình không biết được, mà mình cũng không phản hồi được. Thì lúc đó ví dụ bây giờ trường hợp là có một cái trường đi, người ta tải ví dụ 500 người hoặc là 100 người tải, mà thực chất nó ta tải rồi, ta đăng ký thành công rồi, nhưng mà bên cái phần mềm của mình nó cập nhật mới là nó không có cái chỗ mà thông báo là cái tài khoản nào đăng ký thành công. Thì thành ra mình không thể trả lời, mà cái việc này á, như vậy thì có liên kết được bên bộ phận kỹ thuật để mình biết là tài khoản nào đăng ký thành công không thành công, để mình biết mình phản hồi cho khách á. Dạ rồi. Ở cái giao diện này đang là cái giao diện để cho các con sử dụng, các con học, nên là anh sẽ không nhìn thấy những cái thông tin đó, tại vì đâu phải là ai cũng là đối tác, ai cũng có sublink, ai cũng có link để gửi cho khách hàng đâu, đúng không ạ? Nên là cái giao diện cái điện thoại á, trên điện thoại hay trên máy tính của mình á, thì nó là để cho các con học thôi, đơn thuần là để cho các con học và để cho phụ huynh của mình theo dõi thông tin. Còn trong trường hợp mà anh muốn theo dõi cái thông tin là khách hàng nào đã đăng ký ở dưới anh hay ở dưới đối tác nào, thì đó nó sẽ quay trở lại cái câu chuyện cái trang back end, cái trang quản lý của người dùng, cái trang quản lý mà tâm trí lực sắp triển khai cho đối tác cấp 1 á, để mà anh có thể quản lý được là tạo sublink cho từng đối tác con và quản lý được cái số lượng mà khách hàng họ đã đăng ký về cho mình bao nhiêu, thì đó sẽ là riêng của cái cấp 1 chứ nó không nằm ở trong cái phần app học tập này. Rồi ok, cảm ơn cô Giang rất nhiều. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ rồi, không biết là có anh chị nào mình còn câu hỏi nào nữa không ạ? Em xin phép là mình sẽ nhận thêm cái câu một câu hỏi nữa, hoặc là nếu anh chị nào không có câu hỏi thì tới lượt em Trang sẽ hỏi.
Dạ. À, không có câu hỏi nào hết, là chắc là chị Hương Xuân đã chia sẻ quá chi tiết. Xin phép các anh chị là xin các anh chị hãy cho chị Hương Xuân một tràng pháo tay vì phần chia sẻ quá là chi tiết, không có câu hỏi nào thêm. Cảm ơn các anh chị. À, có chị Thúy rồi, em xin phép nhận một câu hỏi của chị Thúy nha. Em xin kính chào các quý thầy cô giáo và tất cả các anh chị cô bác có mặt trong phòng Zoom ạ. Thì em thì đang 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 đồng hành cùng với cháu là học lớp 1. Thế nhưng mà có một cháu nữa thì nó là chị lớn thì nó học lớp 11. Thế nhưng mà vào nó cứ bảo là cập nhật phiên bản mới, nhưng mà bà cháu thì cũng chưa chưa biết cập nhật phiên bản mới. Thế nhưng mà cũng cũng chưa chưa vào cập nhật phiên bản mới, nhưng mà vẫn đang đang dùng cái tài khoản mình, thì là đối đối tác con ở bên dưới của Cao Thị Minh Huệ ạ. Thế thì mình đối tác con 50 triệu đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì hai bà cháu vẫn cứ sử dụng cái tài khoản 5 phút thuộc bài đấy. Thì có lúc thì chị cháu cũng vào của lớp 11 để chị cháu học, có lúc thì bé Minh Quân thì là vẫn đang học lớp 1 đấy ạ, mới vào khai giảng, vừa mới vào học lớp 1. Thế nhưng mà bây giờ mà cập nhật cái phiên bản mới thế thì chị cháu có vào học được cùng không ạ, hay là lại 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 kiểu như là chỉ được một một mình bé thôi nhỉ? Dạ, trước đây là mình vẫn hai chị em mình vẫn học chung được đúng không cô? Vâng ạ, vâng ạ. Dạ, tài khoản của Bây mình là giờ tài vẫn khoản VIP là sử dụng được từ lớp 1 cho tới lớp 12 đúng không ạ? đang. Dạ, đúng ạ. Dạ, vậy thì hiện tại bây giờ hai chị em vẫn có thể sử dụng cùng trên một tài khoản cô nha. Dạ. Nhưng mà khi nào mà bạn nhỏ học, bạn lớp 1 học á, thì ở cái phần thông tin là mình sẽ đổi lại cho lớp 1. Khi Dạ. nào mà chị á, học thì mình sẽ đổi lên cái lớp của chị. Nếu mà chưa biết thì cô có thể là cho bạn á, chị lớn á, gọi điện thoại lên cho hotline để cho các bạn hướng dẫn cho chị một lần. Chỉ cần một lần thôi, là những lần sau chị sẽ giúp em học được cô nha. Dạ, vâng. Dạ Thế vâng, dạ. vẫn vẫn chưa cập nhật phiên bản mới mà 2.0 gì đấy, vẫn chưa cập nhật. Thì mình phải đến Dạ. cái chỗ cập nhật phiên bản mới này của cô. Dạ đúng rồi, mình phải cập Dạ. nhật. Dạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ, vâng ạ, cảm ơn Dạ. cô ạ, cảm Cảm ơn tất ơn cô cả quý thầy ạ. cô ạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ. À, nếu mà mình hết câu hỏi thì cho em trai sẽ hỏi một câu trước khi mà chúng ta kết thúc anh chị ha. Một câu để tổng kết lại tất cả những cái nội dung mà các anh chị Hương Xuân đã chia sẻ, các anh chị đã hỏi để chúng ta kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì theo các anh chị là cái app mới này nó thuận lợi như thế nào cho các đối tác cũng như là các cộng tác viên bán hàng ạ? Theo các anh chị thì giao diện app mới của chúng ta có những cái thuận lợi nào để cho các anh chị kích hoạt được nhiều tài khoản hơn? Dạ rồi, em xin phép mời một anh chị nào đó mình có chia sẻ để lên giao lưu ạ. Vì chúng ta thấy là ở cái phần chat của các anh chị, em Trang cũng thấy có rất là nhiều những cái điều mà anh chị cảm thấy tuyệt vời về cái app mới của mình. Nhưng mà theo anh chị nếu mà được chọn thì đâu sẽ là cái điều mà anh chị cảm thấy thuận lợi nhất để mà mình bán được nhiều tài khoản hơn, giúp được nhiều học sinh hơn? Chị Giang Nguyễn là có đầy đủ các bộ sách ạ. À. Và một ý này cũng giải quyết cho chúng ta rất là nhiều những cái trăn trở, những cái khó khăn ở trong cái phiên bản cũ trước đó đúng không các anh chị? Khi mà mình chỉ có một bộ sách thì mình bị rớt những cái người khách hàng ở những cái tỉnh mà không có sử dụng cái bộ sách của mình, nên là khi bắt đầu cập nhật bộ sách thì chúng ta có thể là liên hệ lại với những cái người khách hàng cũ, cũng như là nếu mà mình đã có bán cái tài khoản cho đối nhóm đối tượng là chưa có cùng bộ sách thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà mình chăm sóc khách hàng đó, để giúp cho họ sử dụng cái tài khoản 5 phút thuộc bài của mình hiệu quả. Và khi họ sử dụng hiệu quả rồi thì một lan tỏa 5 năm, lan tỏa 5 nữa là thành mỗi người lan tỏa 5 người nữa thì thành 25 người, thì mình sẽ dễ dàng mình kích hoạt được 25 cái tài khoản. Và cứ theo công thức 1 nhân 5 mà các anh chị làm thì sẽ không mấy chốc là mình đã có rất là nhiều cái tài khoản được kích hoạt. À, theo chị Thịnh đó chính là sổ liên lạc và bảng thành tích. Rồi, em có thấy một cánh tay. Xin mời anh Cao Văn Khoát đúng không ạ? Không biết là em đọc tên anh có đúng không? Xin mời ban tổ chức hỗ trợ giúp em ạ. Dạ, xin chào anh. Vâng, xin chào. À, dạ anh ơi, cái tín hiệu của mình đang hơi nhỏ, anh có thể nói to hơn xíu giúp em không ạ? Alo ạ.
Nó lớn hơn chút nhưng nó vẫn rất nhỏ so với giọng của em. Không biết có anh chị nào mình thấy là anh khoét hay nó hơi nhỏ không ạ? Cô là nghe rõ chưa ạ? Dạ, em nghe rõ rồi ạ. Vâng. Theo em thì cái app mới đấy thì cái giao diện mới thì thấy nó sinh động hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và Dạ. tất cả những cái điều tuyệt vời thì chắc là mọi người cũng đã nói hết rồi. Thì Dạ. về cá nhân của mình thì mình thấy là nó có sử dụng cái app cái gì cô nói là cái gì cái app gì nhỉ? Có cái Dạ, app cái link giới thiệu ạ. bằng cái link giới thiệu đấy ạ, Dạ thì cái vâng. đấy là một cái điều mà nó thuận lợi hơn cho rất nhiều các cái thầy cô trước đây. Thì thực tế là để mà giới thiệu cái sản phẩm thì nó sẽ khó hơn một chút, bây giờ nó sẽ thuận hơn một chút. Dạ, anh Còn cũng đang hơn. làm giáo viên ạ. Dạ vâng. À, hay quá, một cái chia sẻ rất là chân thật, chân thành từ phía anh. Dạ, chắc chắn đó cũng là nỗi lòng của nhiều anh chị giáo viên trước đây, là khi mà mình không có cái link affiliate thì cái việc mà mình gửi thông tin cho khách hàng rồi ghi nhận những cái thông tin khách hàng nó sẽ khó khăn một chút. Nhưng mà bây giờ khi mà mình đã phát triển cái tính năng affiliate rồi thì các anh chị sẽ thuận lợi hơn, không những là trong cái công tác là mình chia sẻ mà còn trong công tác quản lý nữa. Và sắp tới đây sẽ có những cái buổi chia sẻ về affiliate để cho các anh chị, trước đó là mình cũng đã có những cái buổi chia sẻ về cái việc là lợi ích của việc khi mà mình sử dụng affiliate, và nếu mà mình không sử dụng affiliate mà mình vẫn đang bán hàng bằng cách truyền thống thì nó sẽ có những cái nào ưu việt hơn, thuận lợi hơn. Nhưng mà chắc chắn là cái buổi đó Tâm Trí Lượng sẽ tổ chức nhiều hơn nữa để cho các anh chị của mình có thể là hiểu. Có thể mình nghe một lần mình chưa hiểu thì mình sẽ nghe lại nhiều lần để mà mình có thể hiểu hơn. Dạ, em xin phép cảm ơn anh. Không biết là còn ý nào nữa không anh? Vâng, thì cũng là xoay quanh cái sử dụng các cái đường link đấy, thì không biết là cô Trang và cô Xuân có cái thông tin gì thuận lợi hơn thì có thể chia sẻ cho các thầy cô cũng như là các cái đối tác biết cách để lan tỏa. Dạ rồi, em xin phép là sẽ ghi nhận cái câu này để là chuẩn bị cho cái nội dung là chia sẻ tiếp theo trong cái chương trình mà mình đào tạo affiliate để cho nó phù hợp với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta anh ha. Dạ, Dạ chắc vâng. chắn là cái nội dung đó sẽ được chia sẻ rất là chi tiết để hướng dẫn lại cho tất cả các anh chị toàn hệ thống của mình biết về cái lợi ích của khi mà mình sử dụng affiliate. Dạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm À, ơn. em xin cảm ơn anh. Em thấy có một cánh tay nữa rất là quen thuộc, một gương mặt rất là quen thuộc. Dạ, xin mời thầy Dũng. Không biết là trong phòng Zoom của chúng ta có ai chưa biết thầy Dũng không ạ? À? Vì thầy Dũng có một cái rất là hay. Có ai chưa biết thầy Dũng không ạ? À? Nếu mà ai nhìn ở trên màn hình, chúng em đã ghim lên là thầy Nguyễn Ngọc Dũng. Và ai chưa biết thầy Dũng thì em sẽ mời thầy Dũng kể chuyện về thầy Dũng để trước khi chúng ta kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay. Rồi bên đây nó tắt mất tiêu luôn rồi. Rồi được rồi Dạ, đó. đã nghe được tiếng của thầy rồi ạ. À, hình ảnh cũng rất rõ. Dạ, Dạ nghe chưa cô Trang nghe rồi. ơi. Dạ. Dạ xin chào quý chị trong phòng Zoom, Dũng chỉ có một câu hỏi thôi. Để Dũng tắt bớt cái này. Nghe nghe lại cho cô Trang. Dạ. Dạ, nghe ổn định rồi ạ. Dũng hỏi lại cái phần mà cập nhật trong cái thông tin mà Finet đó, là cái phần mà chọn tên trường thì sau khi ví dụ như là Dũng chọn là ở thành phố Dĩ An, Bình Dương thì nó hiện lên tất cả các trường là trường công thôi, nó không có trường tư thục. Nhờ anh chị là nhờ kỹ thuật đó mình cập nhật thêm cho cái hệ thống trường tư thục để quản lý luôn cái trường của mình cho dễ luôn. Dạ. À, dạ vâng. À, dạ ở chỗ này á thầy, thì là em đã báo lên bộ phận kỹ thuật rồi, cũng giống như là khi nãy anh Quang cũng có cái câu hỏi là về ở tỉnh Bạc Liêu của mình thì đang thiếu á, thì sẽ giải quyết cái vấn đề này cho các anh chị bằng cách là mình sẽ thêm một cái trường là khác để cho học sinh cũng như là phụ huynh của mình có thể tự điền
tên của cái trường của mình vào để việc mà mình tiến hành đăng ký sẽ dễ dàng hơn. Thì các bạn ở bên kỹ thuật đã tiếp nhận thông tin rồi và sẽ chắc chắn là sẽ phải làm cái này, khắc phục cái này sớm nhất để cho các anh chị của mình hướng dẫn cho các con tải tài khoản. Rồi, xin cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Thầy hôm nay thầy có gì vui để chia sẻ với mọi người không ạ? Dạ cũng đang dạy học sinh đọc sơ đồ tư duy và kết hợp với phụ huynh cô Trang. Thì Dạ. qua in những cái tài liệu đăng PDF, nhưng mà chắc đợi sau khi mà 10 tây tháng 10 mình sẽ Dạ. phát cho phụ huynh luôn cho nó mang tính là ổn định. Chứ Dạ cái vâng ạ. mới thấy nãy chỗ cô Hương Sinh á, cô trình chiếu những cái like mà cô làm cần rõ hơn các cái chi tiết. Nếu kỹ thuật mà các bạn mà sau khi ổn định được thì cũng nên cho các đối tác xin cái phần này, để khi anh em mình trình chiếu hoặc là có họp phụ huynh hoặc là đối tác mình giải thích rõ như vậy thì rất là tốt. Dạ chắc chắn rồi ạ. À, sẽ có một số cái nội dung mà chúng em sẽ làm việc chi tiết hơn trên cái slide, thì sẽ gửi lại cho các anh chị của mình cái slide về cái sản phẩm, gọi là cái slide giới thiệu sản phẩm ở cái giao diện, ở cái phiên bản này, kèm theo đó là những cái tài liệu hướng dẫn. Thì các bạn đã chuẩn bị tới giai đoạn đang gấp rút chuẩn bị tới giai đoạn gần hoàn tất để mà mình sẽ gửi, thì nếu mà có thì em sẽ gửi sớm cho các anh chị của mình để mà mình có những cái thiết kế bài giảng nè, thiết kế những cái bài chia sẻ của mình đến các đơn vị. Dạ sẽ gửi lại cho các anh chị, có cái gì là sẽ share với các anh chị hết. Dạ đã share lên Zoom thì sẽ không giấu nữa. Cái niềm vui nữa là sau khi mình dạy mình không gà mình cứ tập trung vào vẽ sơ đồ tư duy, mà từ cái ngày thầy hướng dẫn để mà đọc sơ đồ tư duy và cái giao diện nó hiện lên cũng rất là rõ, cái bài giảng sách giáo khoa rồi tới là sơ đồ tư duy rồi tới đó là cái bài tập theo thứ tự gì mà làm. Nếu chúng ta dạy 2 tiết liên tục á, tiết đầu thì cho các em đọc, sau đó các em lên các em thuyết trình lại cái nội dung bài giảng rồi mời các bạn như vậy, cái còn phần còn lại cho vẽ cái sơ đồ tư duy rồi các em lại ứng dụng cái sơ đồ tư duy đó lên tiếp tục các em đọc nữa rồi quay phim lại. Thì trong tuần này thấy các bạn làm rất là nhuần nhuyễn như vậy, đều hết các lớp cũng thấy vui, còn những cái tuần đầu là làm nó có bung người vẽ nó mất thời gian dữ lắm luôn. Thì như vậy thì trong cái giai đoạn này mình chú trọng vào là cho xem bài giảng sách giáo khoa, đọc và làm bài tập 3 nội dung chính như vậy phải xây dòng đó, thì khi mà các em nó thích rồi thì chúng ta sẽ vẽ sau thì cũng thấy rất là hiệu quả. Mình xin cảm Dạ ơn các vâng ạ. Dạ, hiện tại là thầy Dũng đang là hiệu trưởng của trường mầm non tiểu học Việt Mỹ đó các anh chị, và thầy là đang áp dụng, gọi là áp dụng hoàn toàn cái phương pháp của mình vào trong trường của thầy để cho tất cả các học sinh đều có thể học được. Thì trong phòng Zoom của chúng ta, bao nhiêu trong số các anh chị sau khi mà nghe thầy chia sẻ về việc là các con ở trên lớp, các con đã có được cái quy trình học thông minh rồi, tự các con vẽ lại, tự các con giảng bài lại cho các bạn, thì chúng ta mong muốn lần sau được thầy, những anh chị, đặc biệt là những anh chị giáo viên nè, lần sau là mình sẽ được nghe thầy Dũng chia sẻ cái cách mà thầy đã tổ chức một cái tiết học ở trên lớp như thế nào, để cho chúng ta có được một cái, gọi là một cái mẫu, anh chị nhìn thấy là việc thầy đã tổ chức một cái lớp nó đơn giản như thế nào, vai trò của người giáo viên bây giờ là gì, và các con là những người chủ động ở trên sân khấu để là sân diễn của các bạn. Bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta muốn thầy Dũng chia sẻ lần sau thì xin hãy comment ở trong phần chat để cho ban tổ chức của mình ghi nhận, để hôm sau là gọi là có thì thêm cái năng lượng để mời thầy ạ. nào bắn Dạ, có nhiều anh chị muốn đó đó thầy, tại vì giống như là chị Phượng chia sẻ lúc đầu á, là chị Phượng cũng đã ứng dụng rất là tốt rồi, cũng nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng có nhiều người chưa có ứng dụng được, nên là cũng như là cách mà chị Phượng chia sẻ là chị Phượng ứng dụng như thế nào, cho hai bạn ứng dụng như thế nào nè, rồi thầy Dũng ứng dụng như thế nào tại ngay ngôi trường của mình luôn đó, thầy thấy rất là nhiều. Dạ nên là hôm sau là xin phép là ban tổ chức sẽ liên hệ với thầy để xin một cái buổi thầy dành thời gian để chia sẻ cho cộng đồng của mình thầy nha. Dạ rồi, em cảm ơn thầy, cảm ơn sự đồng ý của thầy. Dạ rồi, vẫn còn một cánh tay thì em xin phép là sẽ trả lời nốt cái câu hỏi cuối cùng của chị Nguyễn Lan và chúng ta sẽ kết thúc Zoom anh chị ha. Dạ rồi, em xin mời chị. Vâng, em xin chào cô Trang xinh đẹp, em xin chào toàn thể các anh chị em đối tác tâm trí lực cùng toàn thể các quý phụ huynh có mặt trong hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Lan. 3 từ để nói về em đó là năng động, hiếu thảo và tự tin. Mong mọi người cổ vũ cho em. Thì trong cái buổi hôm nay thì em cũng có cái thứ nhất là em có một cái câu hỏi. Một số phụ huynh họ tải về họ nói là tìm không ra cái trải nghiệm á,
Đó, rồi xong rồi thật ra năm đó thì đôi lúc em tại vì cái tài khoản của em đã tải rồi cho nên là em không có làm nữa, cho nên này xem thử có phải là thỉnh thoảng nó cũng bị hay không. Và cái thứ hai là em chia sẻ về cái phần năm bước thuộc bài này em ứng dụng trên trên lớp, em là giáo viên tiểu học chính vì thế mà hàng ngày em đi dạy thì em cũng ứng dụng cái 4.0 dạy trên trên TV, cho nên là đợt này thì em đưa cái bài giảng này vào trong một buổi học. Sau đó thì dạy đến đâu thì mình giảng thêm, nhưng mà các con rất là thích tại vì có rất là nhiều cái hình ảnh mà tâm trí lực mình đã trong cái bài giảng á, có những hình ảnh mà giáo viên có thể là tải không về không được. Như thế mà hỏi các con là thế là cái bài giảng của cô với cái bài giảng trên app 5 phút thuộc bài thì các con thấy thế nào? Bạn nào cũng thích. Sau đó thì ngày trước thì cũng mấy đầu năm học thì hay vẽ sơ đồ tư duy, nhưng bây giờ là bài kiến thức nhiều chính vì thế mà cho các con đọc sơ đồ tư duy. Với lại có một số buổi thì cho các con làm được bài tập 15 phút. Có khi thì không kịp thời gian thì một số đứa ra chơi thì cho các bạn lên máy tính của cô và cùng nhau làm bài 15 phút. Biết ơn các thầy cô, các anh, các chị đã cái phần mới này, nhiều hình ảnh các con rất là thích. Cái phần ứng dụng mới này này, cái bộ áo mới này các con cũng rất là thích. Bữa đầu thì cũng rất là khó khăn về cái tải về, nhưng bây giờ giờ quen rồi, nhưng mà có những bước thì cũng phải nhờ nhờ bạn là bạn út hỗ trợ cho mẹ tại vì mẹ em chưa quen. Nhưng mà hôm nay thì thấy là hôm nay được cô Trang đã chia sẻ cái buổi hôm nay thì chắc chắn rằng không những Lan Nguyễn mà các anh chị em đối tác cũng như là phụ huynh sẽ dễ dàng hơn cái việc cùng con đồng hành. Vâng, biết ơn cô Trang đã cho Lan Nguyễn chia sẻ. Dạ, cảm ơn chị Lan, lại thêm một cô giáo nữa chúng ta đã có cái kết quả thực tế ứng dụng vào trong việc giảng dạy và để chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có rất là nhiều cái tin vui từ tất cả cộng đồng, từ cả phụ huynh, từ cả giáo viên và từ cả các anh chị là đối tác của mình. Cảm ơn chị Lan rất là nhiều, và chắc chắn là em nghĩ là cái buổi lần sau nó phải diễn ra rồi đó, cái buổi mà làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng một cái tiết dạy hiệu quả ở trên trường, là một cái buổi được order riêng dành cho nhóm đối tượng chính, đó chính là những thầy cô giáo đang trực tiếp dạy ở các trường công, các trường tư. Dạ, và phụ huynh của mình cũng có thể tham dự luôn để mà mình có thể là hướng dẫn cho các con, tại vì ba mẹ chính là người thầy đầu tiên của các con mà, nên là tất cả các chị đều có thể tham dự được. Thì hôm sau bữa đó cũng có thể là mời chị Lan sẽ chia sẻ lại chị Lan nha. Dạ, chị Lan có thể là comment ở trong phần chat hoặc là chat trực tiếp cho em, hoặc là chat cái số điện thoại của chị Lan vào trong phần chat để mà ban tổ chức ghi nhận hôm sau có cái sự kết nối với chị Lan vậy nha. Dạ, cảm ơn chị. Và cái câu hỏi đầu tiên của chị là tải về thì không biết cái phần trải nghiệm ở đâu, tại vì khi mà mình tải về là mình đã được sử dụng cái tài khoản VIP trong vòng 7 ngày. Rồi em xin phép là sẽ nói lại cái quy trình đó một chút xíu ha. Là khi mà các anh chị gửi cái đường link của mình cho cái người khách hàng họ tải, thì sau khi tải xong, bước 1 là tải, bước 2 là phải đăng ký tài khoản. Thì sau khi đăng ký tài khoản xong thì khách hàng sẽ được trải nghiệm cái tài khoản đó trong vòng 7 ngày, là trải nghiệm tài khoản VIP, xem được tất cả các nội dung từ lớp 1 tới lớp 12. Và sau 7 ngày thì chúng ta chỉ còn xem được môn lịch sử. Môn lịch sử thì nó chỉ có từ lớp 4 tới lớp 12 thôi, thì hiện tại cái thời gian mà xem môn lịch sử là nó chưa có bị đóng, và thầy cũng có thông tin là chúng ta là những người công dân yêu nước nên là cần học lịch sử, nên có thể là nó sẽ để cho tất cả các bạn học môn lịch sử hoài luôn, cho đến khi mà các con học môn lịch sử thích quá rồi, bây giờ từ những cái từ 2 3 4 trang A4 mà bây giờ chỉ còn gom lại trên một cái hình A4 thôi các bạn thích, thì mình sẽ chăm sóc để giúp cho các con có thêm những cái tài liệu của những bộ môn khác nữa. Dạ chị Lan ha. Dạ rồi, số điện thoại của chị Lan đã ở trong phần chat, ban tổ chức giúp em là mình sẽ lưu lại để hôm sau mình có những cái thiết kế chương trình thì có thể mời chị Lan chia sẻ. Dạ rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Hiện tại trong phòng Zoom của chúng ta vẫn còn 245 các anh chị ở đến giây phút cuối cùng. Có thể là chủ đề của ngày hôm nay rất hot, cũng có thể là ngày hôm nay nghe được nhiều chia sẻ tích cực quá từ các anh chị nên là anh chị vẫn ở lại đến cuối cùng. Dạ một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức em trai xin phép là cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt ở trong buổi Zoom ngày hôm nay, đã sắp xếp thời gian để mà mình tham dự và có những cái câu hỏi về cho ban tổ chức để mà mình cùng nhau làm rõ, để giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc từ phía khách hàng, từ phía đối tác. Và link nhận thông tin của chúng ta vẫn sẽ được mở để mà tiếp nhận những cái câu hỏi, những cái thắc mắc từ các anh chị để hoàn thiện cái bộ
tài liệu hướng dẫn cho khách hàng sử dụng làm thế nào để cho các con sử dụng một cách hiệu quả nhất, tiện lợi nhất mà phụ huynh của chúng ta cũng có thể theo dõi được các con một cách dễ dàng nhất mà không có quá nhiều tốn nhiều thời gian. Dạ, xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và chúc tất cả các anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.